Bạn chính là bạn đó. Tôi rất cần kỹ năng thám tử của bạn để giải những câu đố này. Maria đến một tiệm làm đẹp. Cô có hai cuộc hẹn, làm móng tay và cắt tóc. Đột nhiên, cô nhận ra rằng một trong các thợ làm việc ở đó rất nguy hiểm. Đó là ai? Thợ làm tóc với những chiếc kéo và bàn chải nhuộm màu lớn trong túi tạp dề, hay thợ làm móng với một chiếc dũa móng tay và những vết bẩn màu đỏ đáng ngờ trên đồng phục? Hãy nhìn kỹ cô thợ làm móng. Trong túi của cô ấy, bạn có thể thấy một con dao, một sợi dây thừng và một cuộn băng dính. Cô ấy chắc chắn là nguy hiểm. Hãy nhìn những người đang chờ đến giờ bay ở sân bay này. Bạn có thể đoán ra ai trong số họ sở hữu một chú chó không? Đó là người đàn ông bên trái, đang ngồi trên băng ghế và đọc sách. Bạn có đủ chú ý để nhận ra anh ta có một chiếc xương trong túi không? Chắc hẳn đó là quà tặng cho chú chó của anh ta. Nhìn những gã này xem, một trong số chúng là thầy ma. Bạn có thể đoán ra đó là thầy ma nào không? Khi bạn suy đoán điều đó, bạn cần hiểu rằng zombie thích não, không phải máy tính. Thêm vào đó, anh chàng bên phải có lòng bàn tay hình dạng kỳ lạ. Và anh ta nhìn vào đầu của anh chàng kia quá chăm chú. Các game thủ nên cẩn thận. Bây giờ, đây có thể trông giống như một bức chân dung gia đình đáng yêu. Nhưng không phải tất cả mọi người được miêu tả ở đây đều là con người. Bạn có thể tìm ra thành viên gia đình nào là ma không? Hãy chú ý đến bóng. Người đàn ông là người duy nhất trong bức ảnh này có bóng. Thật đáng buồn, phần còn lại của gia đình anh ta chỉ là những hồn ma. Bạn phải chọn một phòng để ở trong đó một giờ. Một trong những phòng đó có hàng ngàn con chuột. Một phòng khác gần như chứa đầy nước. Và phòng cuối cùng là một hồ bơi vô tận với sứa. Bạn nên chọn phòng nào? Phòng thứ hai là lựa chọn an toàn nhất. Nếu bạn cố gắng ở gần bề mặt, bạn sẽ có thể thở được vì có một khoảng không nhỏ giữa trần nhà và nước. Hãy nhìn những con vật lai này. Bạn sắp phải chiến đấu với một trong số chúng. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi chọn đối thủ của bạn. Lựa chọn sai có thể khiến bạn mất mạng. Chọn con lai giữa cá mập và báo đốm. Một sinh vật kỳ lạ như vậy sẽ không thể thở trên cạn và bạn chỉ cần đợi một chút trước khi ban giám khảo tuyên bố chiến thắng của bạn. Bạn vừa mới chuyển đến một thị trấn mới. Thị trấn đó quá nhỏ nên chỉ có hai tiệm cắt tóc. Thợ cắt tóc làm việc ở tiệm đầu tiên có mái tóc hoàn hảo. Tóc của thợ cắt tóc ở tiệm thứ hai trông khá lộn xộn. Và bạn vẫn chọn đến tiệm thứ hai. Tại sao? Nếu chỉ có hai thợ cắt tóc trong thị trấn, điều đó có nghĩa là thợ cắt tóc thứ hai đã cắt cho thợ thứ nhất một kiểu tóc hoàn hảo. Hãy nhìn kỹ những cô gái này. Tất cả họ đều có vẻ đang mang thai. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng một trong số họ vừa mới ăn cắp một quả dưa hấu thì sao? Bạn có thể đoán ra đó là ai không? Cô gái đầu tiên có rốn lộ rõ, cô thứ hai không giữ bụng. Vậy thì chắc là thật, còn cô gái thứ ba, cô ấy đang giữ chặt bụng. Và chúng ta có thể thấy thứ gì đó màu xanh lá cây qua lớp quần áo của cô ấy. Cô ấy là tên trộm dưa hấu. Bây giờ, chúng ta hãy kiểm tra tư duy logic và kỹ năng toán học của bạn. Bạn có 3 chiếc cốc rỗng và 10 viên đường.
bạn cần chia những viên đường này vào các cốc sao cho mỗi cốc chứa một số lượng viên lẻ. Tất cả những gì bạn cần làm là cho 3 viên đường vào cốc đầu tiên và 3 viên vào cốc thứ hai, sau đó cho 4 viên còn lại và cốc thứ hai vào cốc thứ ba. Theo cách này, cốc thứ nhất sẽ có 3 viên đường là một số lẻ, cốc thứ hai cũng sẽ có 3 viên đường. Đối với cốc thứ ba, nó sẽ chứa 7 viên đường, 4 viên của riêng nó và 3 viên từ cốc thứ hai. Bạn có một hộp đựng bi nhiều màu, tất cả không có 2 viên bi màu đỏ, tất cả không có 2 viên bi màu xanh lam và tất cả không có 2 viên bi màu xanh lục. Có bao nhiêu viên bi trong hộp? Chỉ có 3 viên bi trong hộp, xanh lam, xanh lục và đỏ. Một cô gái trẻ có số anh em trai và chị em gái bằng nhau, nhưng mỗi anh trai của cô ấy có số anh em trai ít hơn một nửa số chị em gái. Hỏi gia đình cô ấy có bao nhiêu anh chị em gái? Có 4 cô gái và 3 chàng trai trong gia đình. Có lần, một người đàn ông quyết định đi câu cá với bạn bè. Anh ta nhờ vợ chuẩn bị một số thứ cho anh ta. Một cần câu, một hộp đựng đồ câu, một số quần áo đủ dùng trong một tuần và bộ đồ ngủ yêu thích của anh ta. Người vợ đã làm như vậy. Sau khi người đàn ông trở về, anh ta kể cho vợ nghe những câu chuyện vui về những gì đã xảy ra trong chuyến đi. Đột nhiên, anh ta hỏi tại sao vợ anh ta không chuẩn bị đồ ngủ cho anh ta. Người vợ ngay lập tức hiểu rằng chồng mình đang nói dối cô ấy. Anh ta đã không đi câu cá. Làm sao cô ấy hiểu được điều đó? Người phụ nữ để bộ đồ ngủ vào hộp đựng đồ câu cá. Và nếu chồng cô ấy không tìm thấy nó, điều đó có nghĩa là anh ấy đã không mở hộp đựng đồ câu cá. Thật là một chuyến đi câu kỳ lạ. Jack đang tham gia một thử thách. Anh ấy đã vào đến vòng cuối cùng diễn ra ở sa mạc. Nếu anh ấy thành công lúc này, anh ấy sẽ thắng 1 triệu đô la. Jack cần lấy chìa khóa ra khỏi một trong 4 chiếc bình. Trên chiếc bình đầu tiên có một chiếc bát chứa đầy axit mạnh. Chiếc bình thứ hai được phủ một chiếc bát đầy nhện độc. Trong chiếc bát đặt trên chiếc bình thứ ba, Jack nhìn thấy một ngọn lửa dữ dội. Một con rắn lục đang cuộn tròn trong chiếc bát phủ lên chiếc bình thứ tư. Jack không được phép thả những chiếc bát xuống đất hoặc lật úp chúng. Anh ấy nên chọn chiếc bình nào? Anh chàng nên chọn cái bát thứ ba. Anh ta có thể dập lửa bằng cát và lấy được chìa khóa. Camilla sợ chó. Một ngày nọ, khi đang chạy bộ trong công viên, cô nhận thấy một con chó lớn đang ngồi gần băng ghế. Nó trông không thân thiện. Dây xích gắn vào vòng cổ của con chó dài 1 mét. Camilla quyết định sẽ an toàn khi đi qua nếu có ít nhất 2 mét khoảng cách giữa cô và con vật. Nhưng ngay cả khi được xích, con chó vẫn cắn cô. Tại sao vậy? Dây xích không được buộc vào bất cứ thứ gì. Kevin, một nhân viên bảo vệ tại một công viên giải trí, anh thấy một cậu bé đứng gần một tàu lượn siêu tốc. Cậu bé nói tên mình là Nick. Cậu bé không biết cha mình ở đâu. Kevin đưa Nick đến văn phòng của mình và thông báo. Ngay sau đó, hai người đàn ông xuất hiện ở cửa. Người đầu tiên nói rằng anh ta và con trai mình đã đến một quán cà phê. Nhưng sau khi ăn xong chiếc bánh mì kẹp thịt, người đàn ông cảm thấy không khỏe đến mức phải dành gần 20 phút trong phòng vệ sinh. Khi anh ta ra ngoài, con trai anh ta đã không còn ở đó nữa. Người đàn ông kia đã ngắt lời anh ta, nói rằng anh ta đã đi tàu lượn siêu tốc với con trai mình. Sau đó, anh ta để cậu bé đợi ở đó và đi mua một ít xúc xích. Người đàn ông nào là cha của Nick?
Nick còn quá nhỏ để đi tàu lượn siêu tốc. Hãy nhìn biển báo ghi rằng chỉ những người trên 14 tuổi mới được phép đi tàu. Điều đó có nghĩa là người đàn ông thứ hai đang nói dối. Bố của cậu bé là người đàn ông xui xẻo bị ngộ độc thực phẩm. Một giám đốc ngân hàng đã mất tích. Điều đáng ngờ duy nhất mà cảnh sát tìm thấy là một tờ giấy ghi chú để lại trên bàn làm việc của ông ta. Có 4 con số trên đó. Các đồng nghiệp của ông ta, John, James và Otto, tuyên bố họ không liên quan gì đến vụ mất tích này. Nhưng cảnh sát lại nghĩ khác. Họ nghi ngờ ai? Khi bạn viết từ one, nó bắt đầu bằng chữ O, two bắt đầu bằng chữ T, và three cũng vậy. Sau đó, chúng ta lại có one, đó là chữ O. Cùng nhau, chúng ta có tên Otto. Và cuối cùng, một câu đố vui có thể giúp bạn thư giãn. Tại sao bạn không bao giờ nên tin vào trọng lực? Bởi vì trọng lực sẽ let you down, dịch ra là luôn làm bạn thất vọng. Chúc bạn may mắn. Hãy nhìn bức tranh này, có gì đó không đúng ở đây. Bạn có biết đó là gì không? Hầu hết đồng hồ đeo tay đều có nút chỉnh giờ ở bên phải. Thám tử Harry bắt tay vào điều tra một vụ án mới. Một chiếc xe hơi đâm vào cửa sổ của một nhà hàng, khiến nó vỡ tan. Có hai nghi phạm, Julius và Douglas, nhưng người nào cũng đổ lỗi cho người còn lại. Bạn có thể tìm ra ai đang nói dối không? Chính là Julie. Vết lốp xe trên mặt đất là của xe cô ấy. Lúc 9 giờ sáng, Ethan nhận được một cuộc gọi từ người bạn của mình là một chủ doanh nghiệp lớn. Người bạn nói rằng một tài liệu rất quan trọng trong văn phòng của anh ta đã bị mất. Tối hôm trước, tài liệu vẫn còn ở trên bàn, nhưng giờ chẳng ai tìm thấy nó ở đâu cả. Ethan ngay lập tức đến đó để thẩm vấn nhân viên của bạn mình. Chẳng mấy chốc, anh đã lọc ra được 3 nghi phạm. Walter nói rằng tối hôm trước anh ấy đi xem phim, John đã ăn tối với bạn bè, và Jack Carey đã đến một triển lãm tranh. Ethan chẳng mất nhiều thời gian đã tìm ra ai đang nói dối. Bạn có biết không? Đó là Walter. Vé của anh ta chưa bị xé, nghĩa là anh ta chưa đi vào trong rạp chiếu phim. Hãy nhìn những người tiền sử này. Ai đến từ tương lai vậy? Là người đàn ông bưng nước, anh ta đang cầm một chiếc đèn pin. Cherry đang đọc một cuốn sách, nhưng vì bất cẩn, cô nàng đã vô tình làm rách trang 7, 8, 100, 101, 333 và 334. Cô ấy cần sửa bao nhiêu trang? Chỉ 4 trang thôi. 7 và 8 cũng như 333 và 334 là hai mặt của một trang. Olivia gọi cho cảnh sát để báo rằng có kẻ đột nhập vào nhà cô ấy, trói cô lại và lấy hết tiền cũng như đồ có giá trị trong nhà. Khi cảnh sát đến nơi, cửa ra vào đã mở, còn Olivia thực sự bị trói ở ghế. Tuy nhiên, thám tử không tin câu chuyện của cô ấy. Tại sao lại thế? Nếu bị trói thì cô gái làm sao có thể gọi điện cho cảnh sát được? Gemma đi du lịch ở châu Á về và mang về một tượng nhỏ quý giá bằng sứ. Cô ấy tổ chức một bữa tiệc và mời tất cả bạn bè đến để kể cho họ nghe về hành trình của mình. Họ đã rất vui, nhưng khi bạn bè về hết, cô gái không thể nào tìm thấy bức tượng. Cô gọi điện báo cảnh sát và cho họ xem các bức ảnh cô ấy chụp ở bữa tiệc. Một cảnh sát đã ngay tức khắc nhận ra ai ăn trộm bức tượng. Bạn có biết không? Là Emma, cô ấy giấu bức tượng dưới mũ của mình. Hãy
hãy nhìn 4 mẫu que diêm này, mẫu nào khác với các mẫu còn lại? Là mẫu số 3. Ở các mẫu còn lại, bạn có thể tìm thấy hai hình chữ nhật, nhưng mẫu này chỉ có một hình thôi. Một nhà khoa học cần các tình nguyện viên cho thí nghiệm của mình. Hai người bạn, William và Oliver, đang cần tiền. Vì nhà khoa học hứa rằng các thí nghiệm đều vô hại nên họ đã đồng ý tham gia. Nhưng trên thực tế, nhà khoa học đã lên kế hoạch kiểm tra phản ứng của các tình nguyện viên trước các chất độc khác nhau. Đầu tiên, hắn nhốt hai anh chàng ở trong phòng thí nghiệm của mình. Sau đó, hắn tách họ ra và nhốt họ vào hai phòng khác nhau. William và Oliver chỉ có thể trốn thoát nếu hợp sức. Không may là nhà khoa học đã cực kỳ cẩn trọng. Hai người không nhìn thấy nhau. Chỉ có một người được dùng phòng tắm vào buổi tối và người còn lại chỉ được dùng vào buổi sáng. Như vậy, sau vài ngày, hai anh chàng đã chạy trốn được. Họ làm như thế nào vậy? Họ lấy ngón tay viết lời nhắn cho nhau trên tấm gương phủ hơi nước trong phòng tắm. Sau đó, họ có thể đọc lời nhắn bằng cách hà hơi vào gương. Tôi cạo, cắt và rửa vài lần một ngày, nhưng tôi vẫn có nhiều tóc hơn mức bạn có thể tưởng tượng. Tôi là ai? Tôi là thợ cắt tóc. Đêm muộn, Adam đang lái xe về nhà thì để ý là xe sắp hết xăng. Anh dừng lại ở một trạm xăng để đổ xăng và mua chút đồ ăn nhẹ. Bên trong có một nhân viên thu ngân và một khách hàng nữa mặc đồ đen. Khi Adam đến chỗ nhân viên để thanh toán, cô ấy nói với anh 5,05 đô. Adam trả tiền, đi ra ngoài và gọi báo cảnh sát rằng ở đây có trường hợp khẩn cấp. Tại sao anh ấy làm thế? Máy tính tiền hiển thị 18,35 đô, nhưng nhân viên thu ngân lại nói 5,05 đô và nó trông giống cụm từ SOS. Hãy nhìn các biểu tượng cảm xúc này, xem thị lực của bạn nhạy bén đến mức nào. Bạn có thấy cô gái không? Chuẩn đó, cô ấy đây nè, ở bên trái. Bạn có thể tìm thấy toàn bộ 6 chữ cái Y trong hình này không? Chúng đây rồi, tốt lắm. Bạn lấy nó và vứt phần bên ngoài của nó đi. Sau đó bạn nấu chín phần bên trong. Tiếp đến bạn ăn phần bên ngoài rồi lại vứt đi phần bên trong. Nó là gì? Bạn mới ăn một bắp ngô. Marcus thức dậy trong một tầng hầm tối, chỉ có một ngọn nến đang cháy ở trên bàn. Anh ấy nhìn thấy ba cánh cửa trên một bức tường và ba chiếc chìa khóa nằm trên bàn. Anh chàng cần thử bao nhiêu lần để tìm ra chìa khóa đúng cho mỗi cánh cửa? Anh cần thử nhiều nhất là 6 lần, 3 lần với chiếc chìa khóa đầu tiên, 2 lần với chìa khóa thứ hai và 2 cánh cửa còn lại, và chỉ cần 1 lần cho chiếc chìa khóa cuối cùng. Nhưng nếu cực kỳ may mắn, Marcus sẽ chỉ cần 3 lần thử. Hãy nhìn những từ này, một từ khác với các từ còn lại, bạn có tìm ra được hay không? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16. Là từ fourth. Phải là fourth chứ nhỉ? Hãy nhìn bức hình này thật kỹ, có gì đó không đúng ở đây? Không có cái bóng nào trong bức hình cả. Mẹ sai Larry đi mua hàng tạp hóa. Mẹ đưa cho cậu ấy một danh sách mua sắm và thẻ ngân hàng của mình. Nhưng người phụ nữ biết con trai mình rất đản trí.
Bởi vậy mà cô ấy đã đưa cho Larry một tờ ghi chú nhỏ phòng trường hợp cậu ấy quên mã pin của thẻ. Khi ở quầy thanh toán, cậu ta nhận ra là mình thực sự đã quên mã pin. Larry móc tờ ghi chú trong túi quần ra và ngay lập tức nhớ mã pin. Bạn có thể hiểu được mã pin là gì nếu trên đó vẽ một con ruồi, một con mèo, một con người và một con rắn không? Mã pin là 6420. Larry chỉ cần đếm số lượng chân của mỗi sinh vật. Đâu là số còn thiếu? Đó là 78. Khi đọc ngược, các số đó là 86, 87, 88, 89, 90 và 91. Tại một thị trấn nhỏ, có kẻ đã cướp ngân hàng vào thứ hai khi trời có tuyết rơi. Cảnh sát có 4 nghi phạm, nhưng cả 4 người đều khẳng định là họ đã ở nhà cả ngày. Hãy nhìn nhà của họ và tìm ra kẻ đang nói dối. Đó là Rick, hắn chỉ mới về đến nhà. Hắn đậu xe gần nhà sau khi tuyết đã phủ kín đường lái xe vào nhà hắn. Bạn chỉ được di chuyển hai que diêm để tạo thành hai hình vuông. Bạn có thể làm thế bằng cách nào? Làm như thế là được hai hình vuông đó. Đồng hồ nào khác với các đồng hồ còn lại? Đồng hồ C, trên mặt đồng hồ số 7 lại là số 8. Thomas thích đố bạn bè đủ những câu đố vui nhộn. Nếu họ trả lời đúng, cậu ấy sẽ giúp họ trong bất cứ vấn đề gì. Một hôm, Daniel đến gặp Thomas và nhờ cậu ấy ôn tập cho bài kiểm tra môn toán. Tuy nhiên, Daniel biết luật, trước hết cậu ấy phải giải một câu đố. Câu đố của Thomas là: khi chạy hết cái gì thì ta phải đi bộ. Bạn có biết câu trả lời không? Daniel trả lời: khi chạy xe hết xăng, và đó là câu trả lời đúng. Nhưng giúp bạn mình ôn thi là một việc khó khăn, thế nên Thomas đã yêu cầu Daniel giải thêm một câu đố. Một người phụ nữ lái xe từ Seattle đến Los Angeles, cô ấy mất 2 ngày để đến đích. Đó là lúc cô ấy phát hiện ra rằng một lốp xe bị thủng. Vậy làm sao cô ấy có thể đến được Los Angeles? Daniel đã giải thành công câu đố này. Bạn có làm được như vậy không? Lốp thủng là lốp dự phòng. Thám tử Patterson đang thực hiện một vụ án phức tạp. Một hôm, anh ấy biến mất. Các đồng nghiệp đã tìm thấy một tờ ghi mật mã trên bàn làm việc của anh. Cảnh sát biết Patterson có 3 nghi phạm: Milena, Susan và Emily. Ai là người có thông tin về sự mất tích của thám tử? Sau một lúc, cảnh sát đã giải được mã D cộng 1 bằng E, N cộng 1 bằng M, và cứ như vậy, Emily là người biết thám tử đang ở đâu. Kẻ thù của Aaron đã nhốt anh trong một tòa tháp cao 45m. Bạn bè của Aaron đã tìm cách đưa được một chiếc kéo và một sợi dây thừng cho Aaron. Xui xẻo là sợi dây chỉ dài 23m. Nhưng Aaron vẫn chạy thoát thành công. Biết chắc chắn là anh đã cắt đôi sợi dây thừng, nhưng sau đó thì sao? Anh chàng đúng là đã cắt đôi sợi dây, không phải theo chiều ngang mà theo chiều dọc. Sau đó anh buộc hai phần dây lại với nhau và xuống đất. Mike chỉ vào một phụ nữ trẻ trên phố và nói: cô ấy là con gái của con trai duy nhất của ông tôi. Người phụ nữ có quan hệ gì với Mike không? Đó là em gái của Mike. Thám tử Jackson đang đi trên đường thì nghe thấy tiếng ồn ào. Anh chạy lại để xem có chuyện gì.
Hóa ra một người đàn ông nào đó đã giật túi sách của một cụ bà và chạy mất tăm. Thám tử chạy theo hướng mà các nhân chứng đã chỉ cho anh. Sau khi rẽ vào góc đường, anh nhìn thấy ba cánh cửa. Anh gõ cánh cửa đầu tiên. Chủ căn hộ Patrick ra mở cửa. Người đàn ông nói với thám tử là anh ấy vừa mới đi chạy một quãng dài về. Một người khác, Jerry, mở cánh cửa thứ hai. Anh ấy nói là mình chơi bóng rổ sau nhà. Căn hộ thứ ba thuộc về Raymond, một nhạc sĩ. Anh ấy vừa hoàn thành việc sáng tác một bản nhạc mới. Sau khi nói chuyện với ba người này, thám tử Jackson đã biết ai là kẻ trộm. Bạn có tìm ra được không? Kẻ trộm là Jerry. Anh ta khẳng định là mình đã chơi bóng rổ, nhưng lại cầm một quả bóng đá lúc đang nói chuyện với thám tử. Ico đang tham gia một trò chơi truyền hình. Anh ấy có cơ hội giành được 10.000 đô la. Vậy là anh đã tới nhiệm vụ cuối. Anh chàng phải đặt đầu của mình vào một trong ba hộp. Trong hộp thứ nhất có dây điện đang treo lơ lửng. Trong hộp thứ hai có hàng trăm cây ăn thịt. Trong hộp thứ ba có hàng chục con bọ cạp nguy hiểm. Anh ấy nên chọn ô nào để trúng giải và giữ tính mạng được an toàn. Anh ấy nên chọn hộp thứ hai. Cây ăn thịt không làm hại con người. Chú của Emilia là một người đàn ông bí ẩn, đang thực hiện một dự án bí mật nào đó trong phòng thí nghiệm của mình ở dưới tầng hầm. Ông ấy không bao giờ cho phép cô nàng vào trong. Vì vậy, một hôm khi người chú đi lấy một tách cà phê, Emilia đã đột nhập vào phòng thí nghiệm. Cánh cửa lập tức đóng lại sau lưng cô và tự động khóa. Phòng thí nghiệm là một cỗ máy dịch chuyển tức thời. Nó có thể đưa Emilia đến một trong ba nơi. Nơi đầu tiên là đại dương mà tàu Titanic chìm. Nơi thứ hai là thành phố Pompeii. Một ngọn núi lửa đã phun trào ở đó nhiều thế kỷ trước. Địa điểm cuối cùng là tam giác quỷ Bermuda. Emilia đi đâu là an toàn nhất? Tôi sẽ chọn Pompeii. Tàu Titanic hay tam giác quỷ Bermuda đều sẽ mang cô ấy ra giữa đại dương. Còn núi lửa ở Pompeii đã phun trào từ nhiều thế kỷ trước. Bây giờ, ở đó an toàn rồi. Gideon bị nhốt trong ngục tối. Có ba lối thoát. Phía sau cánh cửa thứ nhất, có một căn phòng chứa đầy ong độc có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Phía sau cánh cửa thứ hai có một căn phòng không có oxy. Phía sau cánh cửa thứ ba có một căn phòng toàn người ngoài hành tinh không mấy thân thiện. Anh ấy nên chọn lối nào? Phòng không có oxy có vẻ là lựa chọn hứa hẹn nhất. Gideon có thể nín thở và nhanh chóng chạy qua phòng. Trong một khu phố yên tĩnh vào ban đêm, đã có kẻ đột nhập vào nhà ông Edwards và lấy trộm bộ sưu tập đồ trang sức của ông. Ông đã báo cáo vụ trộm và một thám tử đến để điều tra vụ án. Đầu tiên, thám tử đến gặp để hỏi xem những người hàng xóm đã làm gì vào đêm hôm trước. Kira nói rằng cô ấy đã xem TV cả đêm và không đi đâu cả. Abel bảo anh ấy đã ở trên máy bay trở về từ Madrid. Anh ấy mới về đến nhà được vài phút sau một tháng ở Tây Ban Nha. Chris khai rằng lúc ấy anh đang ngủ. Sau khi thẩm vấn, thám tử đã biết được ai là kẻ trộm. Bạn đã biết chưa? Chính là Abel. Anh ấy nói là vừa mới về nhà, nhưng hãy nhìn bàn bếp của anh ấy mà xem. Có trái cây tươi trên đó. Nếu anh ấy vắng nhà trong một tháng thì hẳn trái cây đã thối hết cả rồi. Hôm đó trời vừa mưa vừa lạnh căm căm. Thám tử Colin đang ở trong văn phòng của mình thì nhận được cuộc gọi từ người dọn dẹp của khách sạn. Anh ta khai báo là đã tìm thấy một người phụ nữ nằm bất tỉnh trong một phòng của khách sạn. Thám tử Colin đến ngay lập tức. Vào lúc đó, người phụ nữ tên là Anna đã tỉnh lại. Thám tử hỏi rằng liệu trong thành phố có ai có thể giúp cô ấy không? Anna nói là mình có một cô em gái. Tuy nhiên, cô ấy không hề biết là mình đã đến vì Anna muốn làm cho cô ấy bất ngờ. Thám tử gọi cho em gái của Anna và hỏi,
chị gái của cô đã đến thành phố, nhưng có người đã tấn công cô ấy. Mong cô đến đây càng sớm càng tốt. Ngay khi người phụ nữ đến nơi, cô ta đã bị bắt. Tại sao vậy? Anna nói rằng em gái cô ấy không biết là chị mình sẽ đến thăm. Thám tử Colum không chỉ chính xác nơi mà em gái phải đến, nhưng cô ta vẫn tìm được họ. Vì lý do nào đó, cô ta đã biết chị mình ở đâu. Thu là một nhà khảo cổ học, đang đi khám phá một hang động cổ đại. Sau một tháng ở dưới đó, cô đã tìm thấy một nơi kín có chứa 3 chiếc dương. Một trong chiếc dương đựng vàng, nhưng nếu người phụ nữ chọn nhầm, cô ấy sẽ bị nhốt trong hang mãi mãi. Ghi chú trên chiếc dương đầu tiên là: vàng không có trong dương. Ghi chú thứ hai viết: vàng nằm trong dương 1 hoặc 3. Và ghi chú cuối là: vàng không có ở đây. Cô ấy nên mở dương nào? Nếu vàng không nằm trong dương thứ hai thì hẳn nó phải nằm trong dương thứ nhất hoặc thứ ba. Nhưng ghi chú trên chiếc dương thứ ba khẳng định vàng không có ở đó. Vì vậy, vàng phải nằm trong dương đầu tiên. Ben làm việc tại một câu lạc bộ VIP. Công việc của anh ấy là không cho người trẻ tuổi hoặc người khả nghi vào. Hàng ngày, một số khách có ID giả vẫn cố gắng lẻn vào. Và Ben phải phát hiện ra giấy tờ nào là giả mạo. Sau đây là vài ID. Nhiệm vụ của bạn là giúp Ben xem những người này có thể vào hay không. Đây, hãy nhìn thẻ này xem. Bạn sẽ nói gì? Có vẻ cô ấy sinh vào ngày 28 tháng 13. ID này trông pha ke lắm. Tuyệt vời, một thẻ khác cho bạn nè. Ben có nên cho anh chàng này vào không? Người này 46 tuổi rồi, nhưng trong bức ảnh anh ta trông như một thiếu niên vậy. Tôi nghĩ Ben không nên cho anh ta vào, đáng ngờ lắm. Lần này bạn có thể nói gì? Vào hay ra? ID này có vẻ là thật, cho cô ấy vào chắc là an toàn đấy. Một người khác, một quyết định khác. Có gì khiến bạn băn khoăn ở đây không? Không có gì, anh này cũng ổn. Còn một thẻ nữa nè, Ben có nên cho cô ấy vào không? Nhìn địa chỉ của cô ấy mà xem. Canada, Mỹ. Vô lý hết sức. Tôi cá đây là ID giả nên tôi sẽ nói không nhé. Mason đến thăm bà của mình. Bà đang sống ở một bên khác trong cùng khu phố với anh. Trong khi đang ở trong nhà bà, chiếc xe đạp của anh đã bị đánh cắp. Mason gọi cho cảnh sát. Anh ấy nói là đã nhìn thấy ông Jones lý xe của mình. Đó là người hàng xóm mà lúc nào cũng cãi nhau với anh chàng. Mason và một thám tử đến gặp ông Jones. Cảnh sát hỏi xem người đàn ông có lấy trộm xe đạp hay không. Ông Jones phủ nhận việc đó, nói rằng ông vừa sơn xong hàng rào nhà mình. Thám tử đã tin ông ấy. Tại sao? Có vẻ ông ấy nói thật, có vết sơn mới trên bãi cỏ cạnh hàng rào kia kìa, chứng tỏ là ông Jones vừa mới sơn nó thôi. Khi rất cuốn đi dạo về, Quinn phát hiện ra là có người đã ăn cắp chiếc vòng tay yêu thích mà cô để ở trong phòng mình. Em gái của cô, Belle, cũng thích nó. Vì vậy, Quinn đã đi tìm em gái và hỏi xem cô nàng có lấy phụ kiện không. Cô tình cờ gặp Belle khi Belle đi ra từ phòng tắm. Belle phủ nhận việc lấy chiếc vòng tay, nói rằng nãy giờ mình đang tắm mà. Cô ấy còn chẳng có thời gian để vào phòng của chị gái mình. Quinn lén nhìn vào phòng tắm và nhận ra Belle đang nói dối về chuyện đi tắm. Làm sao cô ấy biết được? Nếu Belle thực sự đi tắm, gương trong phòng tắm sẽ bị mờ xương. Nhưng hãy nhìn xem, gương lại sạch bong sáng bóng kìa.
người phụ nữ giàu nhất thành phố, cô Anderson, đến xem một trận bóng đá. Cô ấy ngồi trên ghế đẹp nhất ở hàng đầu tiên. Giữa trận, cô nhận ra là có kẻ đã ăn cắp chiếc vòng cổ kim cương của mình. May thay, một thám tử đang ngồi ngay bên cạnh cô. Anh ấy bắt đầu quan sát mọi người xung quanh. Một người đã trở thành nghi phạm chính của anh. Còn bạn? Bạn nghi ngờ ai? Nhìn kìa, có một anh chàng ăn mặc giống cầu thủ bóng đá, có số 7 ở sau lưng. Nhưng như bạn thấy đấy, số 7 đang chơi trên sân mà. Hẳn tên này đã ăn mặc giống cầu thủ để trà trộn vào rồi. Ivy đang sống với người yêu của mình. Cô ấy chưa muốn nói với bố mẹ về mối quan hệ của hai người nên đã giữ bí mật. Một lần, mẹ Ivy từ một thành phố khác đến thăm cô. Lúc đó, người yêu của cô nàng đang đi công tác. Vì vậy, cô ấy giả vờ là đang sống một mình. Ấy vậy mà mẹ của Ivy vẫn biết cô đang hẹn hò với ai đó. Làm sao bà ấy biết được hay vậy ta? Có hai cái bàn chải đánh răng trong phòng tắm, khả năng cao là cái kia thuộc về một người khác. Alice và Dakota làm việc trong trại nuôi động vật lang thang của thành phố vào cuối tuần. Alice dắt chó đi dạo, còn Dakota cho mèo ăn. Ai đã làm gì đó sai sai? Dakota, cô ấy cho mèo ăn thức ăn của chó. Sophie và Ever đi dã ngoại trong công viên. Sophie đang nói chuyện điện thoại với anh trai, còn Ever đang ăn quả mọng từ một bụi cây. Ai không thông minh? Ever, có một biển cảnh báo viết là quả mọng có độc. Một gia đình đang làm việc ở sân sau nhà. Atlas đang cắt cỏ và Cassidy đang tưới hoa. Bạn có biết ai đang làm điều gì đó sai không? Atlas, có vẻ máy cắt cỏ của anh ấy không hoạt động bình thường vì cỏ không hề được cắt. Tatum tỉnh dậy trong một bệnh viện. Hai người đàn ông đến thăm cô. Cả hai đều tự nhận là bác sĩ của cô. Bạn có biết ai là bác sĩ thật không? Nhìn xem, bảng tên của người đàn ông này có ghi Olivia, nghĩa là bác sĩ thật đang đứng ở bên phải. Và người bên trái hẳn đã ăn trộm đồng phục của người khác. Hai học sinh, Elsa và Isla đi vào công viên nghỉ ngơi. Elsa đang ngồi ăn trưa trên bãi cỏ, còn Isla đang đọc sách trên băng ghế. Ai kém thông minh hơn? Isla, băng ghế có một tấm biển báo, sơn ướt. Cô Evans đến một quán cà phê để ăn trưa thì nhìn thấy con gái mình, Scarlett, đang ngồi ở một bàn. Cô đến gần con gái và hỏi, tại sao con không ở trường? Scarlett trả lời là giáo viên cho nghỉ tiết cuối sớm một chút, và em ấy mới đến đây vài phút trước để uống cà phê đá. Em hứa là 5 phút nữa sẽ đi. Tuy nhiên, mẹ không tin Scarlett và đã cấm túc cô bé vì dám trốn học. Tại sao vậy? Đá trong cà phê của Scarlett đã tan hết, như vậy nghĩa là em ấy đã ở đây một lúc lâu rồi, chứ không phải mới vài phút. Melanie đang viết bài kiểm tra môn kinh tế học. Một trong những câu hỏi cô phải trả lời là, đâu là rủi ro? Cô ấy trả lời chỉ bằng một từ, nhưng vẫn đạt điểm tuyệt đối. Cô ấy viết gì vậy nhỉ? Hẳn cô ấy đã viết từ đây rồi. Bố mẹ đã giúp ba người bạn, Brian, Aaron và Henry chuẩn bị cho ngày đầu tiên vào học cấp 3. Hãy nhìn những anh chàng này, bố mẹ của Isler đệ nhất. Henry đang cầm một hộp đầy món ngon nhà làm. Sách giáo khoa của Brian có từ giấy nhớ yêu con mẹ trên đó.
Có lẽ cậu ấy có một người mẹ rất ân cần. Còn Aaron đang mặc áo phông ra ngoài áo khoác kìa. Hơn nữa, bít tất của cậu còn cọc cạch và sộc sịch. Bố mẹ chu đáo nào lại để con trai mình ra ngoài trong bộ dạng ấy chứ? Gemma tỉnh dậy trong một lâu đài bí ẩn. Cô ấy đi khắp tòa lâu đài để tìm lối ra. Chẳng bao lâu sau, cô gái kiệt sức và đói lả đi. Đó là lúc Gemma tìm thấy nhà bếp. Cô ấy thấy có 4 món ăn trên bàn. Món nào trông cũng ngon lành, nhưng cô ấy không biết chắc là ăn chúng có an toàn hay không. Hãy giúp Gemma xác định xem đồ ăn có an toàn không nhé. Hãy nhìn kỹ món súp kìa. Bạn có nhìn thấy mắt người trong đó không? Bít tết có chứa độc, có nhện trong burger, còn mì ống trông có vẻ vô hại đấy. Rob và Jessica đã đi tuần trăng mật trên một chiếc du thuyền sang trọng. Nhưng đột nhiên, thời tiết thay đổi, con tàu gặp phải một cơn bão khủng khiếp. Sau cơn bão, Rob thấy vợ mình nằm bất tỉnh trong khoang của họ. Két sắt đã mở, toàn bộ tiền và đồ trang sức của họ đã biến mất. Jessica nói với Rob là cô ấy bị đập đầu vào đâu đó trong cơn bão và ngất đi. Rob đã điều tra tội ác này cùng với các nhân viên trên tàu. Họ tìm thấy 3 nghi phạm. Alex khẳng định là trong cơn bão anh ta đang ở trong phòng tắm vì thấy người rất mệt. Eric đã nâng tạ đòn trong phòng tập thể dục. Anh ấy là một vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Còn Tom nói rằng anh ấy đã ngủ. Robert chắc chắn có 2 người đã nói dối anh ấy. Chính xác là ai? Eric không thể nâng tạ đòn trong cơn bão được. Và nếu để ý Jessica kỹ hơn, bạn sẽ thấy túi của cô ả đựng đồ trang sức và tiền mặt. Như vậy nghĩa là cả hai đều tham gia vào vụ lừa đảo. 3 chiếc đồng hồ được treo trên tường, nhưng chỉ một chiếc là đáng tin cậy thôi. Chiếc nào? Có mạng nhện trên kim của đồng hồ đầu tiên, nghĩa là đồng hồ đã không chạy trong một thời gian dài. Thời gian mà đồng hồ này hiển thị không chính xác. Đồng hồ thứ hai có vài con số bị đặt sai thứ tự. 12 và 9 bị lộn với nhau. Nhưng chiếc đồng hồ thứ ba có vẻ đáng tin cậy. Kelly đã mời mấy cô bạn thân đến dự tiệc ngủ. Nhưng một trong những người ở trong phòng là kẻ trộm. Là ai? Kẻ trộm đang núp dưới gầm giường kia kìa. Giáo sư Harold rời văn phòng vào khoảng 9 giờ tối. Ông gặp mưa lớn trên đường về nhà. Trời mưa suốt cả đêm và sáng hôm sau, giáo sư Harold đi làm muộn vì tắc đường. Cuối cùng khi đến văn phòng, ông phát hiện là có kẻ đã phá khóa và vẽ bậy lên tất cả các bức tường. Người đàn ông đã thẩm vấn 4 nghi phạm, chính là 4 sinh viên gần đây đã thi trượt. Jenny cho biết cô đã tập yoga và đi ngủ sớm. Rick đã ở trong phòng gym cả buổi tối. Lily đã đi chơi với bạn trai trong công viên ngắm bầu trời sao. Còn Vicky đã làm cả đêm ở rạp chiếu phim. Ai đang nói dối? Đó là Lily. Trời mưa suốt đêm, do đó cô ấy không thể ngắm sao trong công viên được. Hãy nhìn bức tranh. Bạn có thể tìm thấy bông hoa khác với các bông hoa còn lại không? Đó là bông hoa nhỏ ở góc trái kia kìa. 4 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi sắc đẹp đang chuẩn bị cho màn trình diễn cuối cùng của mình. Đột nhiên, Helen phát hiện ra là có kẻ đã phá hỏng chiếc váy dạ hội của cô. Helen bèn đi hỏi mấy cô kia. Courtney nói rằng cô ấy vừa mới trang điểm xong. Nhà tạo mẫu có thể xác nhận điều đó. Jennifer quá bận nói chuyện với các phóng viên, còn Kelly đang chụp ảnh để up lên Instagram của mình. Ai đã phá hỏng trang phục của Helen? Đó là Jennifer. Hãy nhìn mái tóc của cô ta xem. Cô ta đang giấu một cái kéo trong đó kìa. Bố mẹ đi về vùng quê và để cậu con trai Jim ở một mình cùng chú chó Chuck trong một tối. Vì là tối thứ 6 nên Jim quyết định tổ chức một bữa tiệc.
cô ấy mời ba người bạn của mình. Khi họ đến, Chuck om sòm sủa các vị khách. Vì vậy, Jim đã nhốt chú chó trong phòng của bố mẹ. Nửa giờ sau, Jim sang xem chú cún. Nhưng khi mở cửa, cậu không thấy chú chó đâu cả, dù cho toàn bộ cửa sổ đã đóng hết. Jim hỏi những vị khách của mình. Rob đã chơi game điện tử suốt. Nora thì quay một điệu nhảy TikTok trong phòng khách. Và Dan đã làm đồ ăn vào trong bếp cùng với Jim. Ai ăn trộm chú chó nhỉ? Bố mẹ của Jim đã chơi khăm cậu ấy. Thấy không? Họ đang trốn trong bụi cây và chú chó đang ở cùng họ kia kìa. Hãy nhìn bức tranh này. Bạn có thấy tên trộm không? Hắn đang trốn sau cái cây. Hãy nhìn những con khỉ này. Có ba con khác với những con còn lại. Bạn có nhìn thấy chúng không? Con khỉ này đang ôm con của nó. Con này đang giấu một quả chuối. Và con khỉ này đang nhìn theo hướng ngược lại. Y tá Zoe nhận được một tin nhắn nặc danh nói rằng có một con ma cà rồng đã đột nhập vào bệnh viện. Trong khi xét nghiệm các khu, rồi bắt gặp ba người ở hành lang, Jules, Sam và Debbie. Hãy giúp Zoe tìm ma cà rồng thật trong ba người này nhé. Debbie có vết son đỏ khắp mặt vì cô ấy đến thăm anh bạn trai Sam. Nhìn kìa, họ đang lén nắm tay nhau. Sam cũng có vết son đỏ của Debbie trên mặt và cổ. Còn Jules đang đeo một chiếc ba lô lớn có vết ố màu đỏ. Hẳn cô ấy đã ăn trộm được chút máu hiến tặng rồi. Hãy nhìn bức tranh này, ai sẽ có thể trốn thoát khỏi nhà tù? Tù nhân thứ nhất, ổ khóa trong phòng của anh ta được mở. Và tù nhân thứ hai vẫn chưa mở ổ khóa. Hãy nhìn thật kỹ bốn người phụ nữ này. Một trong số họ là kẻ trộm. Bạn có xác định được tên tội phạm không? Đó là người phụ nữ thứ ba. Cô ta đang cầm chiếc điện thoại của quý cô thứ tư. Ảnh của quý cô ấy được in trên ốp điện thoại. Nancy đã mơ ước được đến một buổi triển lãm của họa sĩ mà cô mến mộ bấy lâu nay. Khi cuộc triển lãm đến thị trấn của cô, Nancy đã gọi ba người bạn của mình để rủ họ đi cùng, nhưng tất cả đều từ chối. Wendy nói rằng cô ấy sẽ đi xem hòa nhạc và đã mua vé. Shannon nói rằng cô ấy bị ốm và không muốn ra khỏi nhà. Còn Vicky phải đưa em gái đến lớp khiêu vũ. Nancy rất buồn và quyết định hôm sau mới đến tham dự buổi triển lãm. Sau vài giờ, Nancy lướt trang mạng xã hội của bạn mình và vô cùng tức giận. Một người bạn đã nói dối cô ấy. Ai là người dối trá? Đó là Shannon. Cô ấy xuất hiện trong ảnh của Wendy tại buổi hòa nhạc. Vào buổi sáng, bác sĩ Jill tới bệnh viện và đến phòng bệnh để gặp các bệnh nhân mới. Khi nhìn thấy họ, Jill hiểu ra ngay rằng một trong những bệnh nhân là giả. Ai vậy? Đó là bệnh nhân đầu tiên. Màu tóc của người phụ nữ trong ảnh khác với màu tóc của cô ta. Thám tử Daniel được yêu cầu đến một khách sạn có kẻ đã cướp gì đó trong căn phòng đắt đỏ nhất ở đó. Thám tử đã kiểm tra đoạn phim trong camera an ninh nhưng không thấy điều gì đáng ngờ. Anh chất vấn các vị khách trong khách sạn. Karen chìa ra một vé xem biểu diễn và nói rằng tối hôm trước, cô ấy đã đến rạp hát opera. Jane rất mệt nên đã về nhà và ngủ thiếp đi. Harold đã dành cả buổi tối bên hồ bơi và không thấy có gì đáng nghi. Bạn có thể giúp thám tử Daniel xác định tên cướp không? Jane là khách của khách sạn, vậy tại sao cô ta lại về nhà ngủ làm gì? Một đêm Halloween,
Joy đang chuẩn bị tiệc trong nhà thì bỗng một nhóm người mặc trang phục rùng rợn bấm chuông cửa nhà Joy và hét lên: cho kẹo hoặc bị gẹo. Joy đi vào bếp, mở tủ lạnh và phát hiện toàn bộ kẹo mà mình chuẩn bị cho những vị khách bất ngờ đã biến mất. Cô gọi ba cô em gái của mình và tra hỏi họ. Beth nói rằng cô ấy đã đi tắm. Mary đã đi mua đồ trang trí cho bữa tiệc sinh nhật. Và Erica đang xem một video hướng dẫn, cô ấy muốn trang điểm dịp Halloween thật ấn tượng. Cô em nào đã lấy kẹo? Mary, cô ấy nói đi mua đồ trang trí sinh nhật, nhưng đang là tiếng Halloween mà. Đang trong giờ làm việc thì Peter về nhà vì anh ấy để quên điện thoại trong căn hộ. Trong phòng khách, anh nhìn thấy Brian, bạn cùng phòng của mình đang nằm bất tỉnh trên ghế salon. Một nhân viên y tế đang đứng cạnh cậu ấy. Anh ta nói rằng Brian đã bị đầu độc. May là cậu ấy đã kịp gọi xe cấp cứu trước khi bất tỉnh. Peter lấy điện thoại của mình và gọi ngay cho cảnh sát. Anh chàng nói rằng một nhân viên y tế giả đã đột nhập vào nhà anh và đầu độc bạn cùng phòng của anh. Sao Peter biết được? Ở phía trước nhà, chỉ có một chiếc xe hơi và đó không phải là xe cứu thương. Và sinh nhật lần thứ 50 của mình, Gerald nhận được một cuộc gọi kỳ lạ từ bạn gái cũ, Debbie. Họ yêu nhau hồi học đại học khi Gerald 24 tuổi. Debbie thú nhận là họ có một cô con gái, Vicky. Vào sinh nhật thứ 25 của mình, Vicky biết được sự thật về người cha ruột của mình và bỏ nhà đi. Gerald hứa với Debbie sẽ tìm Vicky và thuê một điều tra viên. Tuần sau, thám tử đưa ba cô gái trẻ đến nhà của Gerald. Hãy giúp người đàn ông xác định con gái thật của anh ấy nhé. Là cô gái thứ ba, cô ấy có mái tóc đỏ giống Gerald và đôi mắt xám giống Debbie. Walter đến gặp người yêu tên là Becky tại nơi làm việc. Cô là nhân viên pha chế trong một trung tâm nghiên cứu khoa học. Khi Walter bước vào quán cà phê, anh thấy hai Becky đang cãi nhau. Khi nhìn thấy người đàn ông, cô nào cũng hét lên: đuổi cô ta đi, cô ta là bản sao xấu xa. Hãy giúp Walter xác định Becky thật. Hãy nhìn logo của quán cà phê. Logo trên đồng phục của cô gái đứng bên trái trông rất kỳ lạ. Hẳn cô ta là bản sao rồi. Robinson là một doanh nhân thành đạt. Buổi sáng nọ, anh nảy ra một ý tưởng. Cuối ngày hôm đó, anh mời hai trong số những người quản lý giỏi nhất đến văn phòng để thảo luận về bước đột phá này. Robinson là ai trong số ba người này? Đó là người đàn ông bên phải, áo vest của anh treo trên ghế giám đốc. Đây là một con vật. Bỏ đi chữ cái cuối cùng, bạn sẽ có một nơi sinh vật này thường bắt cá. Nó là loài vật nào? Đó là siêu, con hải cẩu. Bỏ chữ L sẽ thành C, nghĩa là biển. Mẹ của Tilda có 7 cô con gái. Tên của 6 cô là Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday và Saturday. Bạn có đoán được tên của cô con gái thứ 7 không? Đúng rồi, đó là Tilda. Sally nướng món bánh quy sô-cô-la cô yêu thích cho một hội chợ từ thiện. Cô để bánh trên bàn bếp và đi ra vườn. Khi cô quay lại, tất cả số bánh đã bị ăn hết. Sally rất tức giận và hỏi ba đứa con của mình. Con trai lớn của cô là David nói cậu không ăn bánh quy vì bận ở trong vườn cả ngày. Cô con gái giữa là Shelley lau vụn bánh trên mặt và nói cô vừa ăn một miếng sandwich. Cô con gái út là Sarah cho biết cô không ăn đồ ngọt vì đang ăn kiêng. Sally biết chính xác ai đang nói dối, bạn cũng biết rồi chứ. Đó là David. Sally ở trong vườn khi có người ăn bánh quy. Nếu cô nhìn thấy David ở đó, thì cậu đã không bị nghi ngờ rồi. Hãy nhìn bức tranh này. Bạn có thấy ngôi sao khác những ngôi sao còn lại không?
ngôi sao khác biệt nằm ở góc bên trái. Phần giữa của nó nhỏ hơn của các ngôi sao còn lại. Anh chàng giao hàng Robert bước vào một cửa hàng trang sức để chọn cho sếp một sợi dây chuyền kim cương đắt tiền. Cô bán hàng Daphne lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp và chuẩn bị bỏ vào một chiếc hộp. Nhưng đột nhiên cả cửa hàng bị mất điện. Vài giây sau đó, khi đèn bật sáng, sợi dây chuyền đã biến mất. Chuông báo động vang lên và cửa đóng sầm lại. Chỉ có Robert, Daphne và một khách hàng nữa tên là Vicky ở lại bên trong. Cảnh sát đến và thẩm vấn tất cả bọn họ. Robert nói anh không nhìn thấy gì cả. Daphne nói cô cảm thấy có ai đó đã đẩy mình trong bóng tối. Chắc hẳn chính người đó đã lấy chiếc hộp. Vicky khẳng định cô đang chọn nhẫn cho đám cưới sắp tới của mình ở góc bên kia của cửa hàng. Các thám tử ngay lập tức biết kẻ trộm là ai. Còn bạn thì sao? Vicky đã lấy trộm sợi dây chuyền. Cô ta đã đeo nhẫn cưới trên ngón tay rồi cơ mà. Kitty đi dạo trong rừng và bị lạc. Bỗng nhiên cô gặp một con cáo có phép thuật. Nó nói, nếu cô giải được câu đố của tôi sẽ giúp cô tìm đường về nhà. Nhưng nếu không, cô sẽ biến thành một con cáo và ở lại đây với tôi. Khi bạn có nó, bạn muốn chia sẻ nó. Nhưng nếu bạn chia sẻ nó, bạn sẽ không có nó nữa. Nó là gì? Kitty về được nhà vào đêm hôm đó. Cô đã nói gì với con cáo? Đó là bí mật. Nếu bạn chia sẻ một bí mật, bạn sẽ không còn giữ được nó nữa. Hãy nhìn bức hình này. Bạn nhìn thấy bao nhiêu hình vuông? A, 10, B, 5, C, 3, D, 6. Bạn nói đúng, có 10 hình vuông. Bạn phải đếm tất cả các màu. Steven có ước mơ trở thành một nhà địa chất thành công và đi khắp thế giới. Đó là lý do tại sao anh đã tham gia một bài thi rất khó và trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Giáo sư Smith cho biết ông có một câu hỏi cuối cùng dành cho Steven. Nếu trả lời đúng, anh sẽ được tham gia một chuyến thám hiểm trên núi thú vị vào tuần sau. Đỉnh Everest được phát hiện vào năm 1852. Vậy trước đó, ngọn núi nào cao nhất thế giới? Tuần sau đó, Steven tự hào leo núi cùng các đồng nghiệp. Anh đã trả lời giáo sư như thế nào? Steven nói đó là đỉnh Everest. Nó vẫn là ngọn núi cao nhất thế giới dù trước đó nó chưa được phát hiện. Jenny làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại một viện bảo tàng. Một lần nọ, cô tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp trên bồn rửa khi đang dọn phòng vệ sinh nữ. Ba người xuất hiện để nhận nó. Tyler cho biết anh đã không nhìn thấy chiếc nhẫn sau khi vào toilet. Anh cần lấy lại nó để cầu hôn bạn gái. Kelly chỉ cho Jenny một vệt rám nắng trên ngón tay và nói rằng đó là chiếc nhẫn đính hôn của cô. Leah chỉ hỏi liệu mặt trong chiếc nhẫn có chạm khắc gì không. Jenny quyết định chiếc nhẫn thuộc về Leah. Tại sao vậy? Vệt rám nắng của Kelly không nằm trên ngón tay đeo nhẫn đính hôn. Tyler thì không được phép vào phòng vệ sinh nữ. Leah là người duy nhất biết chiếc nhẫn có chạm khắc. Susie bước vào thang máy và nhấn nút tầng 7 nơi cô sống. Đột nhiên, thang máy bị kẹt giữa các tầng. Susie lo lắng và nhấn nút khẩn cấp. Người thợ nói, tôi sẽ khởi động lại thang máy, nhưng trước tiên cô phải giải câu đố của tôi. Cái gì không cần chạm vào mà vẫn giữ được? Một phút sau, Susie đã ở trên tầng nhà cô. Cô đã nói gì với người thợ? Hơi thở. Bạn có thể giữ hơi thở mà không cần dùng tay. Nó là của người khác, nhưng bạn lại dùng nó nhiều hơn họ. Nó là gì? Đúng rồi, đó là tên của họ. Alice đang đi dạo trên cánh đồng thì nhìn thấy một con thỏ trắng. Cô chụp ảnh con vật. Đột nhiên, con thỏ nói, này, tôi có thể chỉ cho cô nơi cất giấu kho báu. Alice rất vui mừng. Nhưng sau đó bạn cô gọi cô và con thỏ đã bỏ chạy. Khi Alice quay lại cánh đồng vào ngày hôm sau, cô nhìn thấy 9 con thỏ. Tất cả đều im lặng. Bạn có thể giúp Alice tìm con thỏ hôm qua không?
Nó ở đằng kia, bên góc phải. Trong mỗi cái cốc này đựng những gì? 1. Không phải là đường hay nước. 2. Không phải là đường hay trà. 3. Không phải là trà hay nước. Cốc đầu tiên đựng trà, cốc thứ hai đựng nước và cốc thứ ba đựng đầy đường. Gemma ngủ quên và đến văn phòng muộn hơn thường lệ một tiếng. Cô nhìn thấy một bó hoa hồng rất đẹp trên bàn làm việc. Gemma đã rất vui mừng khi thấy một tấm bưu thiếp đặt giữa những bông hoa. Cô lấy nó ra nhưng vô tình bị gai đâm vào ngón tay. Tấm thiệp cho biết bó hoa là của một người âm thầm thích cô. Gemma chăm chú nhìn ba đồng nghiệp. Sergey đang nghe điện thoại. Will đang in tài liệu. Anh nháy mắt với cô. Peter đang pha cà phê. Anh đề nghị Gemma tham gia cùng. Ngay lúc đó, Gemma biết ai là người đã gửi bó hoa cho cô. Bằng cách nào vậy? Đó là Sergey. Trên ngón tay anh có một vết xước còn mới do gai gây ra. Xoay nó 90 độ, nó sẽ là tất cả mọi thứ. Cắt nó làm đôi, nó không là gì cả. Nó là gì? Khi bạn cắt số 8 làm đôi, nó sẽ biến thành hai số 0. Nếu bạn xoay nó sang một bên, nó sẽ trở thành ký hiệu vô cùng. Cái gì càng khô càng ướt? Đó là cái khăn. Tim rất yêu bạn gái của mình là Christy. Vì vậy, anh đã tìm đến một thợ xăm để xăm tên cô lên cánh tay. Nhưng người này hóa ra lại là một nhà khoa học điên rồ. Anh ta đã dùng DNA của Tim để tạo ra hai bản sao xấu xa. Khi Christy đến tiệm xăm để đón Tim, cô nhìn thấy ba chàng trai giống hệt nhau, giúp Christy xác định đâu là Tim thật nhé. Chàng trai bên trái là Tim thật. Anh ấy là người duy nhất có hình xăm. Các bản sao sẽ không có được. Có bao nhiêu tháng trong năm có 28 ngày? Tất cả 12 tháng. Hãy nhìn bức ảnh này. Đâu là hình khác biệt? Đó là A. Màu đáng lẽ ở trên cùng lại ở dưới cùng. Helen là một ca sĩ nổi tiếng. Khi cô đang trang điểm trong phòng thay đồ, người đại diện của cô đã gọi cho cô và nói rằng bài hát của cô đã trở thành bài hát hay nhất của năm. Helen nói trợ lý Nick của mình, nhanh đưa người bạn thân nhất của tôi là Lisa đến đây. Tôi muốn ăn mừng. Nick bước ra khỏi phòng thay đồ và nhìn thấy một đám đông người hâm mộ trước mặt. Tất cả đều muốn xin chữ ký của Helen. Nick hỏi, trong các cô ai là Lisa? Tất cả đều khẳng định mình là Lisa. Giúp Nick xác định Lisa thật nhé. Lisa thật đang đeo một sợi dây chuyền có nửa trái tim. Nó khớp với sợi dây mà Helen đang đeo. Hôm đó, Josh rời văn phòng sớm hơn thường lệ và quyết định đi dạo trong công viên. Nhưng đột nhiên trời đổ mưa. Thật không may, Josh đã quên ô và mũ ở nơi làm việc. Quần áo anh ướt sũng, nhưng không một sợi tóc nào trên đầu anh bị ướt. Tại sao lại thế? Josh bị hói đầu. Richard là một nhà văn nổi tiếng. Vào một buổi sáng chủ nhật, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành cuốn sách của mình và gọi cho người đại diện là Stacy để chia sẻ tin vui. Stacy đến nhà lúc 9 giờ sáng. Cô thấy Richard bất tỉnh dưới đất. Laptop cùng cuốn sách mới của anh đã biến mất. Stacy gọi cảnh sát. Các thám tử đến ngay lập tức và thẩm vấn tất cả những người đã ở trong nhà. Cô bảo mẫu cho biết cô đã đưa các con của Richard đi học. Người làm vườn cho biết anh được nghỉ một ngày nên dành thời gian cho gia đình. Người lái xe nói anh ta mang xe của Richard đi rửa. Khi các thám tử lắng nghe câu chuyện của mọi người, họ biết ai đang nói dối. Bằng cách nào vậy?
cô bảo mẫu đã nói dối. Cô cho biết cô đã đưa các con của Richard đi học, nhưng trường học đóng cửa vào Chủ nhật mà. Thomas đang leo cửa sổ trên tầng 24 của một tòa nhà văn phòng lớn. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng ai đó la hét. Anh chàng nhìn ra ngoài và thấy một quý cô đang rơi xuống từ tầng 30. Nhưng trong 5 phút, người phụ nữ đã đứng trên mặt đất mà không hề hấn gì. Sao mà cô ấy lại sống sót? Hãy nhìn kỹ lên bầu trời. Đúng, đó là siêu nhân. Anh ấy đã cứu quý cô này đấy. Hãy nhìn bức tranh. Có gì sai sai ở đây nhỉ? Dưa hấu không mọc trên cây cọ. Cặp anh em sinh đôi Stan và Ken đang làm việc rất chăm chỉ. Họ muốn tích góp tiền cho ngày kỷ niệm của mẹ. Thật không may là họ không tiết kiệm đủ tiền để mua tặng mẹ chiếc xe hơi trong mơ của bà. Hai anh em rất buồn và nhất trí là tuần sau sẽ đi mua sắm để chọn một món quà khác. Ban đêm, Ken không ngủ nổi vì đã có một ý tưởng cực hay. Trong khi người anh sinh đôi đang ngủ, Ken lén lấy hết tiền tiết kiệm của họ và đi đến casino. Đêm ấy anh thật may mắn, anh đã làm tăng gấp 3 số tiền. Sáng hôm sau, Ken nhét tiền lại vào hộp và đi ngủ. Stan tức dậy, mở hộp ra và ngay lập tức biết được Ken đã động vào tiền tiết kiệm của hai đứa. Anh ấy không cần đếm tiền đã biết. Stan làm sao mà biết hay vậy? Trong hộp có cả đồng mệnh giá nhỏ và lớn từ lúc tối, nhưng giờ chỉ còn đồng lớn thôi. Kelly đang đi du lịch và khám phá ra một lâu đài bỏ hoang tuyệt đẹp. Cô bước vào tòa nhà và đi xuống cầu thang. Đang chụp ảnh thì cô bị ai đó nhốt bên trong tầng hầm. Kelly nhìn quanh và thấy ba đường hầm dẫn đến tự do. Trong đường hầm đầu tiên, một con quái vật khổng lồ đói khát đang đợi cô. Đường hầm thứ hai chứa nhiều rắn. Và đường hầm thứ ba chứa khí ngủ. Trong 5 phút, Kelly đã ở bên ngoài lâu đài, chạy đến đồn cảnh sát gần nhất. Cô ấy trốn thoát bằng cách nào? Cô sử dụng chiếc băng đô của mình làm khẩu trang và bỏ chạy qua cánh cửa thứ ba. Hãy nhìn chăm chú những con vật này. Bức tranh có vấn đề gì? Chú vịt nhỏ bên trái đang nghe nhạc. Hai chị em đi bộ đường trường với nhau, mỗi người mang một hộp diêm. Nell lấy cất diêm trong một chiếc túi cùng với kem đánh răng, còn Shirley đã cất hộp diêm trong một chiếc túi có sơn móng tay. Trong khi hai chị em đang đi bộ trong rừng, họ vô tình bị rơi xuống một vũng nước lớn. Khi ra khỏi đó, Shirley gợi ý đốt lửa để hong khô quần áo và nấu gì đó để ăn. Cả hai chị em đều lấy diêm ra. Thật không may, diêm của Nelly đã dính đầy kem đánh răng, còn của Shelly thì dính sơn móng tay. Cả hai cô gái đều phơi diêm dưới nắng và đi kiếm củi. Trời bắt đầu mưa và toàn bộ que diêm đều ướt sũng. Nhưng 10 phút sau, hai chị em vẫn nhóm lửa và nướng chút kẹo marshmallow. Họ đã sử dụng diêm của ai? Họ đã dùng diêm của Shelly, lớp sơn móng tay khô lại và giúp diêm không thấm nước. Nếu bạn không giữ cẩn thận, nó sẽ vỡ. Nó là gì? Lời hứa. Siêu dân được yêu cầu mô tả các con trai của mình. Cô ấy nói, tất cả đều có tóc đỏ trừ ba đứa, tất cả đều tóc vàng trừ ba đứa. Tất cả đều tóc nâu trừ ba đứa và tất cả đều tóc hồng trừ ba đứa. Siêu dân có bao nhiêu con trai? Câu trả lời là 4. Một tóc đỏ, một tóc hồng, một tóc nâu và một tóc vàng. Lisa là một người mẫu nổi tiếng hàng đầu. Người ta tìm thấy cô trong trạng thái bất tỉnh ở phòng thay đồ trong một buổi chụp hình và đưa cô đến bệnh viện. Các bác sĩ cho biết
cô có phản ứng dị ứng rất nghiêm trọng. Nhưng khi Lisa tỉnh lại, cô ấy khẳng định là cả ngày nay chưa ăn gì. Quản lý của người mẫu đã rất lo lắng và thẩm vấn tất cả những người ở gần Lisa. Nhà tạo mẫu nói là đã trang điểm cho Lisa và quả thực là chưa thấy cô ấy ăn gì. Cô lao công chưa biết cô đã lau dọn phòng thay đồ bằng các sản phẩm hữu cơ, không gây dị ứng. Đối thủ chính của Lisa, Nora, nói rằng cô ấy đã xem buổi chụp hình suốt cả ngày. Cô không nhận thấy bất cứ điều gì đáng ngờ. Đó là nhà tạo mẫu. Son môi là thứ duy nhất Lisa có thể nuốt phải vào ngày hôm đó. Hãy nhìn hai bức tranh. Ai là người ưa mạo hiểm? Cô gái thì không liều bằng. Cô ấy đang ngồi trên tầng 2 và có một hồ bơi bên dưới. Anh chàng đang mạo hiểm nhiều hơn. Tòa nhà mà anh ta đang ngồi trên cao hơn. Bạn có thể nhìn thấy mây và máy bay trên bầu trời kìa. Quả gì trong lúc nào cũng ốm yếu buồn bã. Quả việt quất, vì lúc nào trông chúng cũng xanh xao mà. Có 5 quả chanh trong một cái bát, bạn lấy đi 3 quả. Bây giờ bạn có bao nhiêu quả chanh? Bạn có 3 quả chanh mà bạn đã lấy chứ sao? Vua Gerald có một cô con gái xinh đẹp tên là Teresa. 4 hoàng tử từ các đất nước khác nhau đến vương quốc, hy vọng sẽ được thành hôn với cô công chúa. Nhưng nhà vua quyết định kiểm tra trí thông minh của họ và tổ chức một cuộc thi đặc biệt. Teresa ở giữa một căn phòng 70m rộng và 70m dài. Các hoàng tử đang đứng trên những chiếc hộp nhỏ ở mỗi góc phòng. Hoàng tử nào chạm được vào tay Teresa đầu tiên sẽ trở thành chồng của cô. Họ không được phép rời khỏi vị trí của mình hoặc dùng bất cứ thứ gì ngoài đôi tay hoặc trí tuệ của họ. Một hoàng tử đã hiểu ra mình cần làm gì ngay lập tức. Chàng đã kết hôn với công chúa. Chàng đã làm gì? Teresa, làm ơn hãy lại đây. Hoàng tử mời Teresa đến và chạm vào tay nàng. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy tôi trên Earth, trái đất, Mars, sao hỏa, Mercury, sao thủy và cả Jupiter, sao mộc. Nhưng bạn sẽ không bao giờ tìm thấy tôi trên Moon, mặt trăng, Venus, sao kim hay Pluto, sao diêm vương. Tôi là gì? Tôi là chữ cái R. Quản lý George đã nhận được một tin nhắn ẩn danh viết rằng một tên cướp vừa vào siêu thị nơi anh ấy làm việc. George vội vàng đi ra sảnh và nhìn thấy 4 người phụ nữ mang thai trong khu vực bán hàng tạp hóa. Quản lý chăm chú nhìn những người phụ nữ, phát hiện ra tên trộm và gọi cảnh sát. Làm sao anh ấy biết? Người phụ nữ ở bên phải là người duy nhất không có giỏ hàng hoặc xe đẩy. Cô ta đang nhét hàng tạp hóa vào bên trong chiếc bụng giả của mình. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một căn phòng không có cửa ra vào hoặc cửa sổ. Làm sao bạn có thể thoát ra được? Thôi tưởng tượng về căn phòng. Bà Victoria quyết định tặng Rick, cháu trai của mình, một món quà lạ thường nhân dịp sinh nhật 18 tuổi của cậu. Bà gọi cậu vào phòng mình, chỉ cho cậu két sắt và đưa cho cậu một chiếc lọ đã đóng nút có chìa khóa bên trong. Cháu yêu, đây là chìa khóa két sắt của bà. Cháu có thể giữ hết tiền trong đó nếu cháu mở được két. Nhưng cháu phải lấy chìa khóa ra mà không tháo nút chai hay làm vỡ cái lọ. Chúc may mắn nhé. Rick chấp nhận thử thách và bắt đầu suy nghĩ về câu đố. Bạn sẽ làm gì để lấy chìa khóa ra? Để nút chai vào bên trong và bạn sẽ dễ dàng lấy được chìa khóa. Hãy nhìn bức tranh này, có gì sai ở đây?
hình ảnh phản chiếu của người phụ nữ đang cầm túi ở một tay khác. Amy đã phải lòng anh hàng xóm của mình. Cô đến gặp phù thủy Sally ở trong vùng để nhờ giúp đỡ. Sally nói rằng mình sẽ chế một lọ tình dược màu tím. Vào đêm trăng tròn, Sally lấy ra một tờ giấy có ghi công thức chế tình dược do bà của cô truyền lại. Cô ấy pha một thành phần trừ thành phần cuối cùng. Đột nhiên, một cơn gió thổi bay tờ công thức vào lò sưởi. Sally tuyệt vọng vì không nhớ tên của thành phần cuối cùng, nhưng cô vẫn biết chắc là lọ thuốc phải có màu tím. Hãy giúp Sally hoàn thành việc này. Cô ấy nên thêm thành phần màu xanh dương. Màu xanh dương pha với màu đỏ sẽ ra màu tím. Harry và ba video blogger khác cùng du lịch đến một hẻm núi rùng rợn. Họ muốn làm một video về nơi bí ẩn này. Họ đã quay phim suốt cả ngày dài. Tối đến, họ quây quần bên đống lửa. Nhưng trời bắt đầu đổ mưa nên ai nấy đều về lều của mình và ngủ. Sáng hôm sau, Harry thức dậy, ra khỏi lều của mình và đến chỗ chiếc túi lớn đựng thức ăn để lấy gì đó ăn sáng. Đó là khi anh phát hiện ra tất cả thức ăn đã không còn nữa. Harry tức giận, anh đánh thức tất cả mọi người và tra hỏi các thành viên trong nhóm của mình. Fred nói rằng anh ấy đã ngắm sao cả đêm. Jane cho biết cô đã cố gắng bắt tín hiệu Wi-Fi để gọi video tâm sự với người yêu. Còn Sam nói rằng anh ấy chỉ ngủ thôi. Ai đang nói dối? Đó là Fred. Trời mưa vào ban đêm, thế thì làm sao anh ta có thể ngắm sao sau những đám mây chứ? Hai nữ sinh Betty và Sarah đi dạo sau một buổi kiểm tra rất căng thẳng. Họ mua cà phê, bánh kẹo và tìm một điểm hấp dẫn để dã ngoại trong công viên. Nhưng đột nhiên, một gã đeo mặt nạ giật túi xách của Betty và bỏ chạy. Sari và Betty đuổi theo hắn ta. Đến một lúc, họ nhìn thấy một người đàn ông mù ngồi trên băng ghế. Anh ta đeo kính và có một cây gậy. Hai cô gái hỏi xem anh ta có nhìn thấy một người đeo mặt nạ mang túi xách nữa không. Nhưng người đàn ông nói mình chẳng thấy ai do bị khiếm thị. Sarah đã rất xấu hổ, đưa cho anh ta một cây kẹo và cảm ơn anh ta vì đã giúp. Sau đó, cô nàng kéo Betty sang một bên và thì thầm rằng người đàn ông mù chính là tên cướp. Họ cần gọi cảnh sát. Betty đã rất ngạc nhiên, tại sao Sarah nghĩ người đàn ông là tên cướp? Nếu thực sự mù, người đàn ông đã không nhìn thấy kẹo rồi. Mẹ của Will có ba cậu con trai, Fred, Peter và... Will, rốt cuộc đó là mẹ của Will mà. Hai bà mẹ và hai cô con gái đi mua sắm hết cả ngày, nhưng họ chỉ mua được 6 chiếc váy. Như vậy là đủ 2 chiếc váy cho mỗi người. Sao có thể như vậy chứ? Chỉ có 3 người đi mua sắm thôi, một bà mẹ, con gái của bà ấy và con gái của con gái của bà. Một người vừa là con gái vừa là mẹ. Mẹ, bà và cháu gái đều mua cho mình 2 chiếc váy mới. Một người phụ nữ trẻ chuyển đến một thị trấn khác để tìm công việc tốt hơn. Cô ấy hứa với mẹ là sẽ thường xuyên về thăm bà. Nhưng 4 tháng trôi qua mà cô ấy vẫn chưa về nhà. Người mẹ rất nhớ cô ấy. Một hôm, trời mùa đông lạnh, người phụ nữ hét lên, tháng 4 về rồi. Sao lại có thể như vậy? Tháng 4 là tên con gái của bà. Cuối cùng cô ấy cũng về thăm gia đình. Nó thường ở bên dưới bạn. Bỏ chiếc cái đầu tiên của nó đi và nó sẽ ở trên bạn. Bỏ đi 2 chiếc cái đầu tiên và bạn sẽ không nhìn thấy nó. Nó là gì? Nó là che, có thể biến đổi thành hair, tóc và air, không khí. Hãy nhìn bức tranh này và cố tìm xem nó có vấn đề gì. Tại sao cô gái này lại đặt một đôi ủng ở trên bàn và một cái cưa trong tủ lạnh? Còn hình này thì sao? Bạn có thấy gì kỳ lạ không?
có một người tuyết trong lò nướng và một con cá trong máy nướng bánh. Dennis, Maria và Julie đang tham dự một bữa tiệc. Họ quyết định chơi một trò chơi, có 5 chiếc mũ, 2 chiếc màu đỏ và 3 chiếc màu vàng. Những người bạn nhắm mắt lấy mũ ngẫu nhiên và đội lên đầu. Sau đó, họ mở mắt và nhìn nhau. Mỗi người phải đoán xem chiếc mũ trên đầu mình có màu gì. Dennis và Julie nói là họ không biết, nhưng Maria thốt lên rằng cô ấy biết màu của chiếc mình đang đội, nó có màu gì. Nó có màu vàng. Maria thấy Dennis và Julie đội mũ đỏ, và cô biết chỉ có 2 chiếc mũ đỏ thôi. Bạn không thể chia sẻ nó cho đến khi bạn chụp được nó. Nó là gì? Đó là một bức ảnh. Bạn thấy tập hợp các chữ cái OTTFFSS. 3 chữ cái tiếp theo trên dòng đó là gì? Chúng phải là ENT. Đây là những chữ cái đầu tiên trong tên của các con số từ 1 đến 10. Michael đang đi trên phố thì có một chiếc phong bì đã dán kín rơi xuống gần chân anh. Anh chàng nhặt nó lên. Bên trong có một chiếc chìa khóa và một tờ ghi chú. Nó viết, cứu 323. Michael bước vào tòa nhà. Ngay sau đó, anh tìm thấy cánh cửa số 323 và dùng chìa khóa để mở. Anh nhìn thấy một người đàn ông ở gần cửa sổ đang mở. Anh ta bị bịt miệng và bị trói vào ghế. Khi được thả ra, người đàn ông thốt lên, có 2 tên đột nhập vào văn phòng, trói tôi và lấy hết tiền trong két sắt của tôi. May là tay tôi không bị trói. Tôi đã viết được tờ ghi chú này và ném nó xuống cùng với chìa khóa qua cửa sổ. Michael không tin người đàn ông và gọi cho cảnh sát. Tại sao? Phong bì đã được dán kín. Làm sao người đàn ông có thể dán nó nếu bị bịt miệng? 2 đội bóng đá đang đấu với nhau. Mỗi đội ghi được tổng cộng 2 bàn thắng. Tuy nhiên trận này không hòa. Một đội thắng và đội kia thua. Tại sao vậy? Một đội đã đá phản lưới nhà. Eric, một blogger trẻ tuổi nhưng rất nổi tiếng, đã viết một cuốn sách đầu tay và thành công vang dội. Anh chàng đang chuẩn bị cho buổi ký tặng sách đầu tiên của mình. Anh rất hào hứng và hồi hộp. Vì vậy, anh ngồi nghỉ một chút trong một góc yên lặng để trấn tĩnh lại. Nhưng đến 6 giờ chiều, khi cuộc họp báo bắt đầu mà Eric vẫn chưa xuất hiện. Trong 10 phút, một nhân viên bảo vệ đã tìm thấy anh ấy nằm trên sàn trong phòng tắm. Có kẻ nào đó đã đánh vào đầu của tác giả trẻ. Cảnh sát có 3 nghi phạm. Angela, người đại diện của Eric, nói rằng cô ấy đang giải quyết một số vấn đề cấp bách trong chuyện tổ chức. Frank, một fan hâm mộ, cho biết anh đã mê những cuốn sách của Eric trong nhiều năm. Anh ta sẽ không làm gì để gây hại đến nhà văn. Và Patrick, nhân viên bảo vệ, khai rằng ông đang làm việc ngăn người hâm mộ tới lối vào. Ai đã đánh Eric? Chính là Frank. Đây là cuốn sách đầu tay của Eric. Frank không thể đọc sách của anh ấy trong nhiều năm được. Hãy nhìn kỹ những anh chàng này. Ai là lính cứu hỏa giả? Là người ở bên phải, anh ấy không đội mũ bảo hộ và không có túi chuyên dụng. Hơn nữa, quần của anh ấy không phải là quần đồng phục. Bạn có 3 chiếc cốc không và 10 viên đường. Bạn cần chia những viên đường này vào cốc, sao cho mỗi cốc có số viên đường là số lẻ. Cho 3 viên đường vào cốc thứ nhất và 3 viên vào cốc thứ hai. Sau đó đặt 4 viên còn lại và cốc thứ hai vào cốc thứ ba. Bây giờ cốc đầu tiên có 3 viên đường, cốc thứ hai cũng có 3 viên đường, còn cốc thứ ba nó chứa 7 viên đường, 4 viên của nó và 3 viên trong cốc thứ hai. 2 người bạn cùng phòng, Debra và Rachel, đang đi bộ về nhà sau khi đi mua hàng cho cả tuần. Debra liên tục cằn nhằn là túi của cô ấy nặng, rồi Rachel nói với cô ấy, tớ chẳng hiểu sao cậu cứ bực bội thế. Nếu cậu đưa cho tớ một túi đồ, thì tớ sẽ có số túi gấp đôi của cậu. Còn nếu tớ đưa cho cậu một túi, số lượng túi đồ của hai đứa mình sẽ bằng nhau. Hai cô gái đang xách bao nhiêu túi?
Rachel có 7 túi đồ, trong khi Deborah chỉ xách 5 túi. Josh, trợ lý của thám tử Black, đã đi làm muộn. Khi đến nơi, anh ta kể cho sếp nghe câu chuyện sau đây. Tôi đang lái xe trên đường cao tốc thì thấy một người đàn ông nằm bất tỉnh ở phía bên trái đường. Tôi bế anh ta lên xe và đưa đến bệnh viện gần nhất. Cuối cùng anh ta cũng tỉnh lại. Anh ta nói với tôi là anh ta đã bị đẩy ra khỏi chiếc xe đang chạy. Chiếc túi đựng toàn bộ tiền cùng tài liệu của anh ta vẫn ở bên trong xe. Nhưng thám tử Black nói rằng người đàn ông kia đã nói dối. Làm sao thám tử biết được? Nếu người đàn ông thực sự bị đẩy ra khỏi xe, anh ta đã nằm ở bên phải đường chứ không phải bên trái. Kenneth đang đói cồn cào. Anh tìm thấy một quán ăn lịch sự có bán burger và mua một cái. Sau khi nhân viên phục vụ mang đồ đến, Kenneth đi vào phòng vệ sinh để rửa tay. Nhưng khi anh quay lại, burger của anh đã biến mất. Anh chàng nhìn khắp quán và hiểu ra ai đã lấy bữa trưa của mình. Bạn có tìm được không? Đó là người phụ nữ trẻ cùng một chú chó đang ngồi dưới chân cô ta và đánh hơi trong không khí. Nếu cô ta chỉ đang uống cà phê, việc mà cô ta đang giả vờ làm, chú chó sẽ không chú ý tới cô. Mary đang đi bộ qua công viên thì nhìn thấy một chú chó đói bụng. Người phụ nữ quyết định chia snack của mình với con vật. Không may là có một con suối ở giữa cô ấy và chú chó. Cô ngồi xổm xuống để thu hút sự chú ý của chú chó và chia thức ăn ra. Con vật ngay lập tức ở bên cạnh cô ấy. Dù không có cầu bắc qua suối nhưng chú chó không bị ướt. Tại sao? Lúc đó đang là mùa đông và dòng suối bị đóng băng. Một doanh nhân giàu có đã mất tích khỏi văn phòng của mình. Thứ duy nhất ông để lại là một tờ giấy ghi các con số 6, 4, 9, 10, 11 và một tờ lịch. Cảnh sát có 5 nghi phạm: James, Kevin, Carol, Jason và Laura. Ai là người biết manh mối trong vụ mất tích của người đàn ông? Đó là Jason. Các con số nghĩa là các tháng trong năm, và những con số đầu tiên của các tháng này tạo nên tên của thủ phạm: G-A-S-O-N. Matthew đã mua một chiếc điện thoại thông minh mới và một chiếc ốp điện thoại. Anh đã trả $310. Điện thoại có giá cao hơn $300 so với chiếc ốp. Matthew đã trả bao nhiêu cho chiếc điện thoại của mình? Anh ấy đã trả $305. Tony đang tổ chức một bữa tiệc. 3 tiếng sau khi tiệc bắt đầu, một số vị khách đã đến gặp anh chàng. Họ hỏi xem chỗ sạc điện thoại ở đâu. Không may là chỉ có một ổ cắm duy nhất trong nhà của Tony. Anh chàng đã kiểm tra toàn bộ các ổ cắm dài mà mình có. Hãy giúp anh ấy tìm ra anh có thể sạc cùng lúc bao nhiêu điện thoại. Tony có thể sạc được 8 chiếc điện thoại. Nhìn kìa, dây của một ổ cắm dài đã bị cắt. Ổ dài chỉ có một ổ cắm, đúng là vô dụng. Một trong các ổ dài không có dây. Một ổ dài khác không có lỗ cho phích cắm. Vậy là còn 3 ổ dài. Mỗi ổ cắm của một ổ dài sẽ dùng để cắm một phích của ổ dài khác. Một doanh nhân giàu có đã gọi cho cảnh sát. Khi đến văn phòng vào buổi sáng, anh nhớ ra là mình đã để nhiều tài liệu quan trọng trong két sắt ở nhà. Anh cử thư ký John của mình tới nhà để lấy và mang đến văn phòng. Nhưng nửa tiếng sau, anh chàng gọi lại và nói rằng két sắt đã bị mở. Các tài liệu vẫn còn ở bên trong nhưng tiền đã mất hết. Cảnh sát khám xét văn phòng tại nhà của doanh nhân. Họ cố gắng tìm dấu vân tay nhưng chẳng có gì cả. Thám tử có 3 nghi phạm: người thư ký Mark, cháu trai của doanh nhân và người giúp việc. Thư ký nói rằng anh ta đã gọi cho sếp ngay khi nhìn thấy chiếc két sắt. Mark nói, cháu đã mở cửa cho chú John. Sau đó cháu về phòng và chỉ biết về vụ việc sau khi chú John gọi cho cháu. Bà giúp việc nói với cảnh sát là bà rất bận làm việc nhà và đã không vào văn phòng kể từ tối hôm trước. Ai đã trộm tiền? Đó là thư ký. Không có dấu vân tay trong phòng, nhưng John đã ở đó và chắc chắn đã chạm vào các vật khác nhau. Nếu không có tội, anh ta đã không xóa dấu vân tay của mình. Bạn có thể tìm thấy con khủng long khác với những con còn lại không?
đúng rồi, là con này này. Đó là một mùa đông tuyết rơi nhiều nhất trong 30 năm qua. Buổi sáng nọ, Chris, một cảnh sát địa phương đang tuần tra khu vực. Đột nhiên anh thấy một cô gái trẻ khả nghi. Cô ta đang đi về phía con đường này và xách theo hai túi nặng. Chris hỏi cô ta có gì trong túi. Người phụ nữ cho biết cô đã chia tay với bạn trai nên thu dọn đồ đạc của anh ta để bỏ đi. Nhưng Chris biết chắc cô ta là một tên trộm. Bằng cách nào? Cô ta ra khỏi nhà bằng cửa sổ. Mọi người không làm thế khi rời khỏi nhà của họ. Noah là người ngoài hành tinh có nhiệm vụ theo dõi hành vi của con người trong kỳ nghỉ. Cậu đáp xuống gần một bãi biển nổi tiếng ở Malibu. Noah mặc bộ đồ đặc biệt để trông giống con người rồi lẩn vào đám đông. Đặc vụ Sam được cử đến bãi biển để giải quyết vấn đề này. Sam đến và hỏi những người ở bờ biển. Anh cảnh báo họ rằng người ngoài hành tinh có thể trông giống con người, nhưng dường như không ai thấy gì đáng ngờ. Hãy nhìn những người này, ai trong số họ là người ngoài hành tinh? Đúng rồi, anh chàng bên trái có 4 cánh tay. Vâng, đó là manh mối. Đặc vụ Sam đã bắt được người ngoài hành tinh, nhưng Noah đã thay đổi diện mạo và tìm cách trốn thoát. Sam nhìn thấy một bóng người kỳ lạ đang nhảy lên một con tàu. Anh quyết định dừng tàu lại để kiểm tra tất cả hành khách. Hãy chú ý vào bức ảnh này và giúp Sam tìm ra người ngoài hành tinh. Ông lão ở góc phải là người ngoài hành tinh. Ông ấy đang cầm ngược cuốn sách. Vicky đang làm việc bằng laptop trong một quán cà phê. Một lúc sau, cô cần đi vệ sinh. Cô nghĩ cũng an toàn nếu để đồ đạc như vậy và đi vào nhà vệ sinh. Nhưng khi quay lại thì Vicky phát hiện ba lô và laptop đã biến mất. Cô chạy ra ngoài và nhìn thấy ba người phụ nữ lớn tuổi với giỏ đồ dã ngoại đang ngồi trong công viên. Cô gái hỏi họ có nhìn thấy tên trộm không. Nhưng cả ba người đều đảm bảo với cô rằng họ không thấy bất cứ ai. Green cho biết cô vừa đến để tham gia với bạn bè mình. Smith đang ăn sandwich và đọc báo. Và Jackson đang chụp ảnh những chú chim. Vicky gọi cảnh sát vì cô biết chắc ai là kẻ trộm. Bằng cách nào vậy? Green đã lấy trộm đồ của Vicky. Dây đeo màu đỏ của ba lô lộ ra khỏi giỏ dã ngoại của cô ta. Paul ở lại thư viện muộn. Khi học xong, cậu về nhà. Nhưng khi đang đi qua hành lang tối, cậu nghe thấy một giọng nói phát ra từ phòng thay đồ nam. Paul nhận thấy ai đó đã khóa cửa từ bên ngoài. Cậu mở khóa và nhìn thấy Tom. Tom không biết ai đã nhốt cậu. Cậu đã đến bể bơi, nhưng ngày hôm nay ở đó đóng cửa. Vì vậy cậu quyết định về nhà. Đột nhiên ai đó tắt đèn và nhốt cậu bên trong. Paul hứa sẽ tìm ra thủ phạm. Sáng hôm sau, cậu hỏi các bạn cùng lớp. Courtney nói lúc đó cô làm dự án trong lớp. Josh nói, tớ bơi ở hồ bơi một lúc rồi sau đó đi chơi bóng rổ. Bob đã ở cùng với Courtney, nhưng cậu đã đi về sớm hơn để cùng gia đình dự sinh nhật bà. Hồ biết ngày ai đang nói dối, bạn thì sao? Đó là Josh. Hôm trước bể bơi đóng cửa kia mà. Andrew là nhiếp ảnh gia. Anh đang đi bộ một mình ở nơi hoang dã thì thấy một con báo. Anh đã rất may mắn và trốn thoát được. Nhưng anh phát hiện ra nắp lọc bình nước của anh bị mở trong khi anh đang chạy thoát khỏi con báo. Giờ anh không còn một giọt nước nào. Sau một lúc, Andrew cảm thấy rất khát. Anh có 3 lựa chọn. Đầu tiên là uống nước từ một hồ nước mặn. Thứ hai là uống nước từ cây xương rồng. Và thứ ba là lấy nước từ một con suối đầy bùn. Giúp Andrew đưa ra lựa chọn đúng nhé. Lựa chọn thứ ba là ít nguy hiểm nhất. Bạn không thể uống nước từ hồ nước mặn vì sẽ không làm dịu cơn khát. Nếu uống nước từ xương rồng, Andrew sẽ bị ngộ độc. Ngược lại, bình lọc của anh có thể làm sạch nước bùn một cách dễ dàng. Nó có 13 trái tim nhưng không có các cơ quan khác. Nó là gì? Đó là bộ bài. Một nhóm người làm video đã đến một ngôi nhà ma nổi tiếng để quay lại những bí mật ẩn chứa bên trong.
Khi đến nơi, họ không thấy gì lạ. Ngôi nhà trông không rùng rợn chút nào. Họ bước đến tòa nhà, nhưng George, người quay phim, đã quay lại và từ chối vào trong. Bạn bè của anh đã cố gắng thuyết phục, nhưng anh vẫn nhất quyết rằng họ nên rời khỏi khu vực này ngay lập tức. Bạn bè George phớt lờ những cảnh báo của anh và bước vào tòa nhà. George đã đợi họ ngoài đường suốt đêm, nhưng họ không trở ra. Nhìn bức hình này và cố gắng phát hiện ra điều kỳ lạ ở ngôi nhà nhé. Nhìn xuống đất kia, tất cả các dấu chân đều dẫn vào ngôi nhà, nhưng không có dấu chân trở ra. Ôi! Tôi luôn di chuyển nhưng không bao giờ đi. Tôi có miệng nhưng không bao giờ nói. Tôi có đầu nhưng không bao giờ khóc. Tôi là ai? Đúng vậy, tôi là con sông. Nhìn bức hình này đi, bạn có phát hiện ra tên trộm không? Đúng vậy, hắn đang ở trong ngôi nhà bên trái, đứng cạnh cửa sổ. Một buổi sáng thứ bảy, hai chị em Jenny và Maya chơi trò trốn tìm ở nhà. Đến lượt Jenny trốn và cô muốn trò này chơi khó hơn. Vì vậy, cô đã nhảy lên tấm ván trượt, rời khỏi nhà và ra đường. Maya đếm đến 100 và bắt đầu tìm Jenny. Cô đã tìm kiếm khắp ngôi nhà nhưng không thấy em gái. Cô bắt đầu lo lắng. Cô đi ra đường và hỏi thăm hàng xóm. Alice cho biết cô cắt cỏ cả buổi sáng và không thấy ai cả. Derek nói anh đã bị đánh thức bởi âm thanh của ván trượt. Lisa cho biết cô đang đi công tác và mới về nhà. Nhưng Maya biết chắc rằng một trong những người hàng xóm đang nói dối. Là ai vậy? Alice đã nói dối. Hãy nhìn kỹ đi, bãi cỏ nhà cô ấy chưa được cắt. Một công chúa trốn thoát khỏi con rồng đã giam cô trong một tòa tháp. Cô đang đi dọc một hành lang tối tăm dưới lòng đất với nền cát thì đột nhiên nhìn thấy ba đường hầm. Một ngọn lửa bùng lên bên trong đường hầm đầu tiên. Axit độc nhỏ giọt từ trần nhà trong đường hầm thứ hai. Và đường hầm thứ ba chứa đầy bọ cạp có nọc độc. 5 phút sau, công chúa lên được mặt đất và chạy xuyên qua khu rừng về vương quốc của mình. Cô đã chọn đường hầm nào? Đường hầm đầu tiên, cô dập lửa bằng cát. Đúng là cô công chúa thông minh. Người ta có thể chạm vào tôi, nhưng không ai thấy tôi. Tôi là gì? Trái tim là câu trả lời đúng. Nhìn bức ảnh này đi, có gì sai ở đây? Biển báo ghi thịt tươi. Mike thức dậy vào nửa đêm vì gặp ác mộng. Anh nhìn xung quanh và nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong một ngôi nhà kỳ lạ. Mike kiểm tra nơi này và tìm thấy 4 cánh cửa dẫn ra ngoài. Nhưng cánh cửa đầu tiên dẫn ra vũ trụ. Phía sau cánh cửa thứ hai có một chiếc kính lúp khổng lồ. Bất cứ ai bước vào trong sẽ bị mặt trời thiêu đốt ngay lập tức. Cánh cửa thứ ba che giấu một đàn sư tử đói. Và đằng sau cánh cửa thứ tư có một đại dương đầy cá mập. Giúp Mike chọn đúng cửa nhé. Đó là cánh cửa thứ hai. Những tia nắng mặt trời không nguy hiểm vào ban đêm và Mike có thể dễ dàng đi qua đó. Nancy, một doanh nhân tỷ phú, đã đến đồn cảnh sát. Cô rất buồn và nói rằng con gái Diana của cô đã mất tích. Ngày hôm trước, Nancy nói với Diana rằng cô sẽ không đưa tiền cho con nữa nếu Diana không quay lại trường đại học. Họ tranh cãi vì cô con gái không muốn làm việc hay đi học gì cả. Sau đó, Diana ra ngoài để hít thở không khí rồi mất tích. Tối hôm đó, Diana gọi cho Nancy từ một số lạ. Cô gái nói, mẹ ơi, con bị bắt cóc. 3 người đàn ông chùm túi đen lên đầu và đẩy con vào xe của họ. Họ muốn 5 triệu đô. Xe đang đi qua một sa mạc. Những người đàn ông mặc trang phục của thỏ. Vị thám tử nói với Nancy đừng lo lắng. Diana tự dàn dựng vụ bắt cóc để lấy tiền. Làm sao anh ấy biết được?
Nếu Diana bị trùm túi đen lên đầu thì làm sao nhìn thấy trang phục của những người đàn ông hay thấy sa mạc? Một hôm, Jessica đi dạo trong rừng nhưng lại đi nhầm đường và bị mắc kẹt trong vùng đất của quái vật. Vài tên quái vật bắt đầu đuổi theo cô ấy nên cô cần trốn ở đâu đó. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy vài nơi mà cô có thể trốn. Cô ấy phải chọn một trong ba nơi: một kim tự tháp có xác ướp giận dữ đang sống, một ngôi nhà ma ám và một lâu đài Macaron. Cô ấy nên trốn ở đâu? Jessica nên chọn lâu đài vì đang là ban ngày và Macaron sẽ ngủ. John đã về nhà sau một chuyến công tác kéo dài 2 ngày. Khi bước vào nhà, anh nhìn thấy một cảnh sát. Anh ta nói là đã đến đây từ nửa giờ trước vì thấy có chuông báo động trong nhà John. John không tin anh ta và gọi cho cảnh sát. Tại sao? Khi John lái xe về nhà, không có chiếc xe nào khác ở bên ngoài. Nếu cảnh sát đó là thật thì hẳn phải có một chiếc xe khác đậu gần đó. Như vậy có nghĩa hắn chỉ là một tên trộm ngụy trang ở trong nhà anh. 2 ngày trước, có kẻ đã đột nhập vào nhà cô Robinson và ăn trộm những món đồ trang sức đắt tiền mà cô cất ở một nơi bí mật chỉ có vài người biết. Đây là Emily, bạn của cô, Jerry, anh họ của cô, và Alice, cháu gái của cô. Ngày hôm sau, ai đó đã để lại một tờ giấy nhắn trong hộp thư nhà cô Robinson. Tờ giấy viết đó là D cộng 1, L cộng 1, J trừ 1, K cộng 1, Z trừ 1. Ai đã lấy trộm đồ trang sức? Đó là Emily. D cộng 1 đại diện cho chữ cái đứng sau D là Y. L cộng 1 đại diện cho em. J trừ 1 đại diện cho chữ cái đứng trước là I. K cộng 1 đại diện cho L. Và Z trừ 1 có nghĩa là Y. Chắc làm việc trong một cửa hàng bán mũ. Một chiếc mũ ở đó có giá $10. Một khách hàng thích và muốn mua chiếc mũ. Anh ta đưa một tờ $20 cho Chắc. Nhưng Chắc không có tiền lẻ nên anh ta đã nhờ một nhân viên bán hàng khác, Mary, đi đổi tiền ở một cửa hàng gần đó. Mary quay lại và mang theo 3 tờ tiền, một tờ $10 và 2 tờ $5. Chắc trả tiền thừa cho khách hàng. Một lúc sau, Ellen, nhân viên bán hàng của cửa hàng gần đó, đã tới cửa hàng bán mũ và nói rằng tờ tiền mà Mary đưa cho cô là tiền giả và đòi cửa hàng mũ trả lại tiền. Chắc phải trả lại tiền cho Ellen. Như vậy, tính cả giá của chiếc mũ, Chắc đã mất bao nhiêu tiền? Chắc mất $20, anh ấy thối lại $10 và chiếc mũ có giá $10. Bạn không cần tính $20 mà anh ấy trả lại cho Ellen. Đầu tiên, anh ấy lấy tiền và sau đó trả lại, khiến anh không bị lỗ đồng nào. Một quả táo màu đỏ có giá $1, một quả màu xanh lá có giá $2 và một quả màu xanh dương có giá $3. Jamie đã mua loại táo nào và bao nhiêu quả nếu chúng ta biết rằng anh ấy chỉ tiêu $3 và 2 tờ tiền? Jamie đã mua một quả xanh lá và một quả đỏ. Anh ấy trả một tờ $1 cho quả đỏ và một tờ $2 cho quả xanh lá. Vâng, anh ấy có thể lấy quả xanh dương và trả 2 tờ trên. Nhưng đã bao giờ bạn nhìn thấy táo màu xanh dương chưa? Harry thích nhiều trò cá cược. Mỗi lần gặp gỡ bạn bè, anh lại có một trò mới. Cuối tuần trước, anh ấy đề nghị một thử thách. Anh nói mình có thể đặt một chiếc cốc ở giữa phòng và dễ dàng chui vào đó. Không ai tin là anh có thể làm được chuyện này, nên bạn bè của Harry chắc chắn rằng họ sẽ thắng. Tuy nhiên, Harry đã thắng cược. Anh ấy làm thế nào? Anh ấy nói mình có thể đặt một chiếc cốc trong phòng và chui vào đó, nhưng anh không có nói là cái cốc hay văn phòng. Vậy là anh ta bò vào phòng và thắng cược. Anna để lại danh sách mua sắm cho chồng cô, Jeff. Chỉ có 2 món đồ, nhưng cô muốn chơi khăm Jeff một chút nên đã không viết chính xác thứ anh ấy cần mua mà viết 2 câu đố. Món đồ đầu tiên trong danh sách của cô ấy là
nhiều lỗ nhưng vẫn có thể chứa nước. Và món đồ thứ hai có 4 ngón tay và 1 ngón cái nhưng không sống. Jeff định mua gì? Jeff cần mua một miếng bọt biển và một đôi găng tay. Andrew đang đi bộ trên núi thì bỗng có động đất. Anh rơi qua một đường hầm hẹp xuống một cái hố lớn, nơi thầy ma đang ở. May thay, Andrew có 3 loại tiên dược khác nhau có thể giúp anh. Tiên dược đầu tiên có thể làm cho anh lớn lên, tiên dược thứ hai có thể làm cho anh bay, và tiên dược thứ ba có thể khiến anh ta vô hình. Anh ta chỉ có thể uống một loại tiên dược. Anh ta nên chọn loại nào? Anh ta không cần to lớn, vì như thế anh ta sẽ không đi qua được đường hầm. Thay mà sống trong hố, có thể nghe và ngửi, nên chúng sẽ tìm thấy anh, cho dù anh có vô hình. Anh nên chọn khả năng bay, nó sẽ giúp anh bay về trở lại. Một kẻ xấu khét tiếng đã bắt William, một doanh nhân giàu có, và nhốt ông trong một căn phòng. Tôi sẽ không để ông ra ngoài, cho đến khi ông làm tăng gấp đôi số tiền tôi để lại cho ông. Và tên tội phạm đặt $3,000 lên bàn. Đến khi hắn quay lại, William đã tăng gấp đôi số tiền, nhưng trước đó ông không hề rời khỏi phòng hay nói chuyện với ai. Ông ấy làm như thế nào? Ông ấy đặt tiền trước gương. Hai người bạn Eric và August quyết định chơi một trò chơi. Trên bàn, chiếc đĩa đựng 11 quả táo xanh và 7 quả táo đỏ. Eric bị bịt mắt và phải lấy vài quả táo mà không nhìn thấy chúng. Anh ấy phải lấy bao nhiêu quả táo để chắc chắn là anh có 2 quả táo cùng màu. Tổng số lượng táo trên đĩa không quan trọng, điều mấu chốt là chỉ có 2 màu. Vì vậy, nếu Eric lấy 3 quả táo thì chắc chắn sẽ có ít nhất 2 quả táo cùng màu. Ba sinh viên Amanda, Lisa và Mars đã tham gia một bữa tiệc vào đêm trước kỳ thi quan trọng, nên họ chưa ôn tập gì. Ngày hôm sau, họ gọi cho giảng viên và xin ông dời lịch thi. Họ nói dối là xe hơi của họ bị xẹp lốp trên đường đến trường đại học. Giảng viên đồng ý dời lịch thi, nhưng ông nói rằng nếu ông phát hiện ra là họ nói dối, tất cả bọn họ sẽ bị điểm F. Các sinh viên đồng ý. Vài ngày sau, khi Amanda, Lisa và Mars đến trường đại học để thi, giảng viên đưa cho họ một tờ đề thi chỉ có một câu hỏi. Các sinh viên ngồi cách xa nhau để không gian lận. Khi giáo sư thu lại bài làm, cả ba sinh viên đều bị điểm F. Đó là câu hỏi gì? Giảng viên hỏi các sinh viên cái lốp nào bị xẹp. Họ chưa chuẩn bị cho điều này nên đã có những câu trả lời khác nhau. Ashley mời bạn bè đến nhà chơi và nấu một bữa tối ngon lành. Khi mọi người đã có mặt tại bàn, cô chợt nhận ra một người bạn của mình không thích bữa ăn. Đó là ai? Đó là Chris. Anh ấy đã âm thầm chia mì ống với chú chó của Ashley. Cảnh sát nhận được một lá thư nặc danh về một vụ trộm sắp xảy ra tại một viện bảo tàng. Để ngăn chặn chuyện này, họ cần biết vụ trộm được lên kế hoạch vào tháng nào. Bức thư có một mật mã. Cảnh sát không thể giải được nên đã đưa nó cho thám tử. Vụ trộm được lên kế hoạch vào tháng mấy? Đó là tháng 9, September. Star đại diện cho S, Pear đại diện cho P và Ren đại diện cho R. Chỉ có 3 chữ cái trong mật mã, nhưng tháng 9 là tháng duy nhất chứa các chữ cái S, P và R. Chung cư có 20 tầng, tầng càng cao thì càng có nhiều người sinh sống. Thang máy thường lên tầng nào nhất? Tầng đầu tiên, cư dân ở toàn bộ các tầng đều phải xuống tầng 1. Một hôm khác, Mary đang lục lọi trên gác mái của bà cô thì vô tình vấp phải 5 sợi dây xích ngắn. Mỗi sợi có 4 mắt xích bằng bạc.
Cô ấy nghĩ sẽ rất tuyệt nếu nối cả 5 sợi lại thành một sợi lớn, gồm 20 mắt xích. Khi trở về thị trấn, cô đã mang những sợi dây xích nhỏ xíu đó đến một tiệm kim hoàng. Anh thợ bảo cô là với mỗi mắt xích mà anh phá rồi hàng lại, phí là 5 đô. Chi phí cho cả sợi dây xích là bao nhiêu? Mary có thể sửa nó với giá 25 đô la nếu cô ấy yêu cầu thợ kim hoàng phá một mắt xích ở mỗi sợi. Tuy nhiên, cô ấy đã yêu cầu thợ kim hoàng phá cả 4 mắt xích ở một sợi và dùng chúng để nối các sợi khác lại với nhau với chi phí 20 đô. Stephanie cảm thấy đói và muốn luộc một quả trứng trong 2 phút. Cô ấy có đồng hồ cát 3 phút, đồng hồ cát 4 phút và đồng hồ cát 5 phút. Làm thế nào cô ấy có thể nấu quả trứng chỉ trong 2 phút? Khi thấy nước sôi, Stephanie nên lật đồng hồ cát 3 phút và 5 phút. Khi đồng hồ cát 3 phút chạy hết, cô ấy cần bỏ trứng vào nước sôi. Stephanie sẽ còn 2 phút trên đồng hồ cát 5 phút. Victoria và Ethan đang đi du lịch. Một hôm, Victoria nói với Ethan là cô không thể đi biển cùng anh vì thấy không được khỏe. Khi Ethan quay lại phòng để lấy ví, anh không thấy Victoria và tìm thấy cô bên hồ bơi. Anh hỏi, em ở đây một mình à? Cô gật đầu, nhưng Ethan ngay lập tức nhận ra cô đang nói dối. Làm cách nào? Có 2 cái ly và 2 phần kem ở trên bàn. Vincent bị nhốt trong một căn phòng không có cửa sổ và chỉ có một cánh cửa lớn. Có một bảng điều khiển với vài nút ở bên trái và một bảng khác có gợi ý ở bên phải. Ngoài ra, còn có một đồng hồ treo tường phía trên cánh cửa. Vincent nên nhấn nút nào để thoát ra khỏi cái bẫy nhỉ? Hình tam giác màu xanh lá cây. Các con số trên bảng đại diện cho giờ. Nếu nối các số này trên mặt đồng hồ, bạn sẽ có một hình tam giác. Cánh cửa mở ra, Vincent bước vào một hành lang sáng lờ mờ. Ở đó, anh nhìn thấy một cánh cửa nữa. Nhưng lần này, cả ổ khóa và chìa khóa được treo chung trên cùng một sợi dây xích. Nhưng sau khi kiểm tra hệ thống này, trong vài giây, anh chàng hiểu anh không thể thoát ra theo cách này. Tại sao vậy? Chìa khóa có kiểu mẫu khác và sẽ không khớp với ổ khóa. Vincent phải tìm một cách khác để chạy trốn thôi. Sau đó, Vincent thấy một cái bàn đứng trong góc tối. Có một mảnh giấy, một con dao và một vài quả bóng bay được bơm căng nằm trên đó. Vincent cầm tờ giấy lên. Đó là một tờ giấy nhắn. Để thoát khỏi đây, bạn phải dùng dao đâm thủng một quả bóng bay. Nhưng nếu quả bóng bay mất không khí hoặc nổ tung, bạn sẽ phải ở lại đây mãi mãi. Vincent suy nghĩ một hồi, rồi anh làm điều đó và một cánh cửa ẩn ở một bức tường mở ra. Anh ấy đã làm gì? Anh xì hết khí ra khỏi bóng, sau đó anh dễ dàng dùng dao đâm thủng nó. Thám tử Marcus và một người qua đường đã trở thành nhân chứng của một vụ tai nạn xe hơi. Vì bị một chiếc xe đa dụng tông phải nên một người đàn ông bất tỉnh nằm trên mặt đất. Marcus vội vàng đến quán cà phê gần nhất để gọi xe cấp cứu. Khi anh quay lại, người qua đường nói rằng người đàn ông đã lật người ngửa ra nhưng vẫn không tỉnh lại. Sau khi nhìn hiện trường trong vài giây, thám tử nói: "Tốt nhất cậu hãy trả lại tất cả những gì cậu đã lấy từ người đàn ông này đi." Tại sao anh ấy nói vậy? Lúc đầu, khi họ nhìn thấy người đàn ông, áo vest của ông ấy chỉ được cài một cúc, nhưng bây giờ đã thành hai cúc rồi. Người qua đường chắc hẳn đã mở áo khoác để tìm ví rồi cài cúc lại không chính xác. Hãy nhìn bức tranh này và cố gắng tìm ra ai là người ngoài hành tinh đang cải trang. Là anh chàng mặc áo sơ mi màu vàng. Anh ta đang ăn chuối nhưng còn chưa bóc vỏ trước khi cắn nó. Chắc đây là lần đầu anh ta nhìn thấy loại quả này. Ba thám tử nổi tiếng đến một quán cà phê để thảo luận về một vụ án hóc búa. Một bồi bàn đến chỗ họ và hỏi:
có ai muốn uống cà phê không ạ? Thám tử đầu tiên nói, tôi không biết. Thám tử thứ hai trả lời, tôi không biết. Và thám tử thứ ba nói, có. Bạn có biết hai thám tử đầu tiên gọi gì không? Cả ba thám tử đều gọi cà phê. Ai cũng muốn uống loại đồ uống này, nhưng hai người đầu tiên không biết liệu đó có phải là lựa chọn của mọi người hay không. Nếu hai thám tử đầu tiên không muốn uống cà phê, họ sẽ chỉ nói không. Vậy nên khi thám tử thứ ba nghe được câu trả lời của các đồng nghiệp, anh ấy hiểu rằng cả hai đều muốn uống cà phê. Và vì anh ấy cũng định uống một ly nên đã nói có. Ralph, Willie, Amber và Grace đang ở trong viện bảo tàng. Vài ngày trước, có người đã lấy trộm một vật trưng bày vô giá ở phòng này. Ralph, Willie và Amber khẳng định họ không liên quan gì đến tội này. Nhưng thám tử không tin họ, tất cả họ đều bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát. Chỉ có Grace, người chưa trả lời câu hỏi, được thoải mái đi khỏi đó. Tại sao? Grace chính là thám tử chứ sao? Janice đang uống cà phê sáng trong một quán cà phê thì nghe thấy tiếng ô tô rít lên thành gấp, sau đó là tiếng hét lớn. Cô chạy ra đó và nhìn thấy một anh chàng cùng chiếc xe đạp của anh ta trên mặt đất, còn chiếc xe hơi thì dừng gần đó. Người đạp xe có vẻ không bị thương và Janice giúp anh ấy đứng dậy. Tài xế cũng đến chỗ họ. Người đạp xe chỉ vào người đàn ông. Anh ta đâm vào xe tôi nên tôi mới ngã thế này đấy. Nhưng tài xế nói, tôi nhìn thấy trong gương là cậu ta đã mất lái, rồi cậu ta ngã xuống đất nên tôi dừng xe để xem cậu ta có sao không. Janice ngay lập tức hiểu ra ai đang nói dối, bạn có biết không? Xe hơi không có gương chiếu hậu, ngoài ra còn có rất nhiều đồ ở hàng ghế sau, chẳng tầm nhìn ra đường, vì vậy tài xế cũng chẳng thể nhìn thấy gì trong gương chiếu hậu cả, anh ta đang nói dối. Một doanh nhân giàu có nổi tiếng vì lúc nào cũng đội một chiếc mũ màu trắng. Nhưng một hôm nọ, anh ta đến văn phòng của mình với một đống trái cây trên đầu. Dù rất sốc, nhưng các nhân viên không dám hỏi gì người đàn ông cả. Chuyện này lặp lại vào ngày hôm sau. Đến ngày thứ ba, thư ký của doanh nhân đã lấy hết can đảm và hỏi rõ sự tin. Người đàn ông trả lời, à, đó là vì tôi đã thua cá cược. Dù chưa hoàn thành, nhưng hôm nay tôi sẽ làm. Cô không cần gọi bữa trưa cho tôi đâu. Doanh nhân phải làm gì để hoàn thành cá cược? Khi đặt cược, anh ta nói, nếu thua, tôi sẽ ăn mũ của mình. Thám tử Mark Dawson nghi ngờ một người đàn ông đã phạm tội. Anh quyết định giám sát nhà của ông ta. Cách đó không xa, anh nhìn thấy một họa sĩ đang dựng giá vẽ của cô ấy. Rõ ràng là cô ấy định vẽ ngôi nhà của tên tội phạm. Đến một lúc, thám tử phải đi về đồn cảnh sát. Anh nhờ cô gái gọi cho mình nếu cô nhìn thấy ai đó vào hoặc ra khỏi nhà. Cô ấy đã đồng ý. Khi Mark trở lại vào buổi tối, họa sĩ nói với anh rằng cô không nhìn thấy ai cả. Thám tử hiểu ngay là cô này đang nói dối. Làm sao anh ấy biết được chứ? Khi anh ấy rời đi, toàn bộ cửa sổ trong nhà đều đóng kín. Nhưng trong bức tranh mà cô gái vẽ, cửa sổ lại mở. Như vậy nghĩa là có người đã ở bên trong khi Mark đi vắng. Hãy nhìn vào bức tranh này và cố gắng tìm ra anh chàng nào là Ben nhé. Ben là anh chàng đang tìm kiếm thứ gì đó trên sàn nhà. Anh ấy là người duy nhất không đi giày. Đó là vì chúng vẫn còn trong tủ đồ của anh ấy. Bạn có một bao tải đựng hạt cà phê. Bạn cần sử dụng cà phê này để làm đầy hai bao khác có cùng kích cỡ. Bạn sẽ làm như thế nào? Lồng một cái túi rỗng vào túi kia và đổ cà phê vào là xong. Một số tiền lớn đã bị đánh cắp từ két sắt của ông Green. Cảnh sát nghi ngờ Alan, nhưng anh chàng nói, tôi chẳng biết gì về két sắt hay cách mở két hết trơn. Tôi chỉ là một thợ rèn thôi. Thám tử không tin và yêu cầu Alan chứng minh điều đó. Anh giao cho anh chàng một nhiệm vụ liên quan đến công việc. Nếu xử lý được việc này thì anh chàng đã nói sự thật. Alan nhận được 5 dây xích khác nhau, mỗi dây có 3 mắt nối. Thám tử yêu cầu anh chàng
tạo ra một dây xích từ 5 mảnh này. Nhưng anh chỉ có thể tách và nối được 3 mắt nối. Trong một thời gian ngắn, Alan đã hoàn thành nhiệm vụ và được trả tự do. Anh ấy làm thế nào vậy? Alan đã tách 3 mắt nối của một dây xích và dùng chúng để nối 4 dây xích còn lại. Bạn có thể di chuyển một que diêm để tạo thành một hình vuông không? Kéo que diêm này lên một chút, một hình vuông chằng chặn của bạn đây. Ông Bernard, một nhà phát minh nổi tiếng đang sống trên tầng 6 của một tòa nhà chung cư. Sau nhiều tháng làm việc, cuối cùng ông cũng tạo ra một cỗ máy thời gian. Ông đóng gói rất nhiều thức ăn, nước uống và đồ dùng cần thiết khác và chuẩn bị thử nghiệm phát minh của mình. Ông đặt bộ đếm thời gian để cỗ máy đưa ông về 500 năm trước. Đang định bấm nút bắt đầu thì đầu ông Bernard chợt nảy ra một ý nghĩ. Ông vác cỗ máy xuống gara của mình ở tầng 1. Tại sao? Bằng cách này, nhà phát minh sẽ không bị thương. Năm thế kỷ trước thì làm gì đã có những tòa nhà cao như vậy? Đơn giản là ông sẽ rơi xuống đất từ độ cao của tầng 6. Hãy nhìn thật kỹ hai người này. Một trong số họ đã nói dối rằng họ không vẽ hình mặt cười màu xanh lá cây trên hàng rào. Đó là ai? Đó là anh chàng ở bên trái. Nhìn tay trái của anh ta đi. Dù đã đút tay trong túi, nhưng bạn vẫn có thể thấy chút sơn màu xanh lá cây mà anh ta đã dùng. Bruce đang đi dạo trên bãi biển thì tìm thấy một chai thủy tinh. Thứ này trông khá cũ kỹ và mất một lúc lâu anh mới mở được nó ra. Cuối cùng, anh đã thành công. Anh vô cùng sửng sốt khi một thân đèn vươn ra từ trong chai. Tôi sẽ thực hiện 3 điều ước của anh, nhưng anh không được phép ước thêm nhiều điều ước. Bruce đồng ý. Ấy vậy mà anh vẫn có nhiều điều ước hơn. Anh ta làm thế nào vậy? Điều ước đầu tiên của anh là thân đèn cho phép anh yêu cầu nhiều điều ước hơn. Vài con chim đang đậu trên các cây. Mỗi con chim ở trên một cây. Nhưng trong trường hợp này, một con không có cây của riêng mình. Sau đó, chúng tụ lại với nhau và hai con chim đậu trên một cây. Như vậy, còn lại một cây không có con nào. Có bao nhiêu con chim và cây? Có 4 con chim và 3 cái cây. Thám tử Hồ, một trong những thám tử tài năng nhất của cơ quan, đã dùng chìa khóa mật mã của mình và đi vào căn hộ đang cất giấu tài liệu bí mật. Để giúp anh tìm thấy tài liệu, trợ lý của anh là Clark đã để lại một tờ giấy nhắn được mã hóa với vị trí chính xác của tài liệu. Nội dung như sau. Thám tử Hồ đã giải mã thông điệp và tìm thấy tài liệu. Chúng đã được giấu ở đâu? Tờ giấy nhắn viết dưới tấm thảm trong phòng thu. Thám tử chỉ cần đọc ngược lại và bỏ qua khoảng cách giữa các từ là tìm ra ngay.